Chị rồi trên màn hình anh chị đang nhìn thấy đây là một cái trang web mang tên là Business for Home. Các anh chị ở đây có ai biết trang web Business for Home không ạ? Biết thì các anh chị comment là biết ạ. Trang web businessforhome.org, đây là một cái trang liệt đây, một cái trang mà nói về các doanh nghiệp, các anh chị ạ, doanh nghiệp trên toàn thế giới. Và những cái doanh nghiệp nào mà đứng top thì ở trên đây họ sẽ liệt kê trên trên rất là nhiều các anh chị. Đây, 250 tỷ tổng doanh thu tất cả các công ty. Và ở trên cái trang này thì nó có số lượng người truy cập rất là lớn các anh chị ha, và được đánh giá rất lớn ở trên toàn thế giới. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ công khai để chúng ta đi tìm hiểu một số các thông tin liên quan đến những công ty trong ngành ở cái lĩnh vực mà ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu các anh chị ha. Các anh chị ở đây có biết công ty Herbalife không ạ? Các anh chị lưu ý nhá, hôm nay là một cái chương trình mà chúng ta giống như nhau. Chúng ta là những người đi phân tích và tìm kiếm các cơ hội để có thể làm cho cái sự nghiệp của mình tốt đẹp hơn. Thế nên là Hường đưa ra các cái sự so sánh thì không mang một cái hàm ý gì là hạ thấp công ty khác để nâng cấp công ty của mình lên. Tuy nhiên là mình sẽ cùng với nhau công khai để đi tìm kiếm ở trên thế giới họ đã đánh giá như thế nào, và họ đã đánh giá cũng như là họ đã tìm hiểu về các doanh nghiệp ra làm sao các anh chị ha. Dựa trên rất nhiều các tiêu chí thì công ty Herbalife thì đang đứng đây các anh chị này, công ty Herbalife. Các anh chị ở đây ai biết công ty Herbalife thì comment số 1 đúng không ạ? Ai biết thì comment số 1. Một công ty về chăm sóc sức khỏe chủ động, các sản phẩm về sức khỏe như là bữa ăn sáng này, protein này, vitamin này, hay là có một cái sản phẩm vàng là Little Wood cái gì đấy. Đó ngày xưa Hường có làm. Herbalife thì Hường làm từ năm 2017, nhưng mà sau đó thì Hường làm được mấy tháng, Hường chỉ dùng thôi, Hường không có kinh doanh. Bởi vì Hường nhận ra rất là nhiều những cái vấn đề nó nằm ở bên trong đó và mình không phù hợp. Rồi, Herbalife các anh chị, thì Herbalife của quốc gia Hoa Kỳ, điểm đánh giá là 5 sao. Và ở đây thì trên website của Business for Home họ sẽ dựa trên rất nhiều tiêu chí, ước tính theo giây, theo phút, theo giờ, theo ngày, theo tuần, theo tháng, theo năm, và được xếp hạng đứng thứ 49 các anh chị ạ, đứng xếp hạng thứ 49 trên thế giới các anh chị ha. Rồi tiếp theo một công ty nữa, đó chính là công ty Ulicity. Các anh chị biết Ulicity không ạ? Ở đây ai biết Ulicity ạ? Ulicity thì Hường làm vào năm 2022. Hường sẽ so sánh những công ty mà mình biết và mình đã tham gia các anh chị nha. Ulicity thì Hường tham gia vào năm 2022. Hồi đấy thì Hường tham gia được 2 tháng, sau đó Hường không làm nữa. Mình hợp like vào 25 triệu, em biết Ulicity, ok. Rồi, Ulicity các anh chị, Ulicity. Ulicity thì cũng là của quốc gia Hoa Kỳ các anh chị, điểm đánh giá cũng là 5 sao. Và ước tính thanh toán hoa hồng là 35%, và Ulicity thì đang xếp hạng thứ 86. Vào năm 2021 thì Hường có tham gia vào công ty Ulicity. Và ngay tháng đầu tiên Hường tham gia thì Hường mang về cho công ty, hồi đấy Hường bán 28 triệu 500 một cái gói Well and Wellness đó. Và một tháng thì Hường đem về cho công ty bao nhiêu nhỉ? Gần 200 tài khoản, gần 200 gói thì là bao nhiêu tiền các anh chị? Quên rồi. Đại loại là Hường đã chia sẻ được cho gần 200 người trong ngay tháng đầu tiên của Ulicity, và sau đó thì tháng thứ hai thì Hường nhận ra cái chính sách của nó không đi đường dài và không nhân bản được nên Hường đã nghỉ. Và Ulicity thì xếp hạng được đứng thứ 86 các anh chị. Rồi tiếp theo đó chính là công ty mà ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu các anh chị ha. Đó chính là công ty Lygood. Ulicity vào 2018 cũng 25 triệu, lên ngán ở mấy cái này, chạy doanh số muốn chết và ôm sản phẩm. À, bởi vì là đa phần tất cả các công ty họ đều đi theo cách thức đó các anh chị, họ đều đi theo cách thức đó. Bởi vì là họ sẽ đòi hỏi một cái điều, đó chính là doanh số, đó chính là doanh số. Rồi, like good được dịch ra tiếng Việt các anh chị, like có nghĩa là sống và good có nghĩa là tốt, được dịch ra tiếng Việt có nghĩa là sống tốt. Vậy theo anh chị, chuyện gì sẽ diễn ra nếu như tất cả chúng ta đều sống tốt ạ? Ước tính chênh lệch doanh thu của Lightwood của sống tốt đó chính là 500%, điểm đánh giá là 5 sao, và quốc gia đó chính là ở Hoa Kỳ. Tuyệt vời không các anh chị, 500% chứ không phải là âm. Và tiếp theo đó chính là được xếp hạng thứ 11. Các anh chị tính đi, một doanh nghiệp mà họ dựa trên rất nhiều tiêu chí đánh giá trên toàn thế giới mà có thể đứng xếp hạng thứ 11 thì đó có phải là một điều đáng để ghi nhận không anh chị? Đáng hay rất đáng ạ? Đáng hay rất đáng các anh chị?
Khi mà Hường vào cái trang Business for Home này, các anh chị ngày xưa khi mà Hường làm Ulicity á, Hường gõ đứng thứ 86 hồi không phải cách đây 3 năm trước thì Ulicity nó đứng thứ năm mươi mấy các anh chị ạ, không phải thứ tám mấy như bây giờ đâu, đứng thứ năm mươi mấy cơ. Thế nhưng mà đứng thứ năm mấy Hường thấy là quá tuyệt vời rồi, bởi vì thực ra ấy, cái trang web này nó rất nhiều công ty và không phải chỉ riêng một lĩnh vực đâu, nó rất nhiều các lĩnh vực khác nhau. Và để đứng trong top 100 của thế giới thôi thì đó đã là những doanh nghiệp rất tuyệt vời rồi các anh chị ạ, rất tuyệt vời rồi. Thế nên là khi mà đứng thứ năm mấy thì Hường thấy nó cũng quá tuyệt vời rồi. Tuy nhiên là khi mà Hường được người chị chia sẻ đến Linewood và Hường thấy rằng là ô nó đứng thứ 11, không, cái lúc mà Hường mới được nhận chia sẻ thì đứng thứ 12. Và sau đó thì rớt xuống 13 và nó mới được xếp hạng thứ 11 cách đây khoảng tầm nửa tháng trở lại đây thôi các anh chị. Linewood đang không ngừng nỗ lực và phát triển đến từng ngày. Những cái con số mà Linewood mang ta lại nó ấn tượng đến cái độ mà tất cả các công ty ở trong ngành mà họ cần phải chú ý đến luôn các anh chị. Vậy thì đây là cái phần đứng xếp hạng thứ 11 các anh chị ha. Tiếp theo thì Hường sẽ cho anh chị xem thêm một cái top nữa. Đó chính là cái top đây. Đây. Đây chính là top kế hoạch trả thưởng bán hàng trực tiếp hàng đầu của năm 2023. Và cái top này các anh chị ơi, nó dựa trên đây đây, chúng tôi đã đề cử hơn 750 công ty bán hàng trực tiếp hàng đầu cùng với kế hoạch trả thưởng của họ. Vậy thì ở đây sẽ không phải là toàn thế giới xếp hạng ở trên toàn thế giới với tất cả các lĩnh vực nữa, mà nó sẽ được gói gọn lại thành 750 công ty đứng đầu các anh chị ha. 750 công ty đứng đầu thì trong 750 công ty này họ lại dựa trên thêm rất nhiều yếu tố để có thể xếp hạng vào đây. Ví dụ như là kế hoạch bồi thưởng hào phóng nhất và tốt nhất, cơ hội tốt nhất cho thu nhập dư là gì, đó có phải là nhị phân cấp độ hơn ma trận, bước đột phá, kế hoạch chuyển tiếp, kế hoạch kết hợp, kế hoạch thanh toán tức thì hay không. Thì ở Linewood các anh chị, thứ nhất là có nhị phân, thứ hai là có ma trận, thứ ba là có kế hoạch chuyển tiếp, thứ tư là có kế hoạch kết hợp, và thứ năm đó chính là kế hoạch thanh toán tức thì. Vậy thì năm cái yếu tố này một lát nữa các anh chị sẽ được sâu và đi chi tiết vào từng phần các anh chị ha. Trên toàn thế giới thì nó có hàng nghìn doanh nghiệp cơ, nhưng mà để mà xếp vào trong 750 doanh nghiệp này thì họ sẽ cần phải có một số các tiêu chí liên quan đến vấn đề trả thưởng tốt nhất các anh chị ạ. Và ở cái phần top trả thưởng tốt nhất này thì Linewood rất là tuyệt vời. Họ đã từ top thứ 11 và vượt lên top số 5 các anh chị đây. Top số 5. Tuyệt vời hay vô cùng tuyệt vời? Nếu như cả anh chị cảm thấy vô cùng tuyệt vời thì hãy comment là vô cùng tuyệt vời đi ạ. Hãy comment thật nhiều số 5 đi ạ. Comment số 5 các anh chị, comment số 5. Comment số 5 nếu như anh chị cảm thấy tuyệt vời ạ. Rồi chưa, số 5 vẫn chưa đủ thuyết phục được đâu các anh chị, chưa đủ thuyết phục. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đi tiếp, chúng ta sẽ cùng với nhau đi tiếp vào một cái bảng, đó chính là cuộc thăm dò ý kiến công ty bán hàng trực tiếp đáng tin cậy nhất năm 2023. Anh chị nhìn đi ạ, cuộc thăm dò ý kiến công ty bán hàng trực tiếp đáng tin cậy nhất năm 2023 các anh chị ha. Và rồi các anh chị nhìn đi ạ, nó dựa trên nhiều yếu tố khác nhau bao gồm danh tiếng của doanh nghiệp, thành tích, sự ổn định tài chính, đánh giá và cả phản hồi của khách hàng, chứng nhận giải thưởng và sự công nhận của ngành cũng như chất lượng của sản phẩm. Đó thì nó sẽ dựa trên rất nhiều các tiêu chí các anh chị ha. Rồi tiếp theo đây, để nâng cao uy tín của kinh doanh của mình, các công ty thiết thị liên kết mạng lưới bán hàng trực tiếp minh bạch và trung thực trong giao dịch với khách hàng và nhà phân phối, tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao, cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời, làm việc liên tục làm việc và cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ của họ. Đó thì đó là những cái mà các anh chị sẽ được nhìn nhận ở trong cái phần đánh giá này. Và rất là tuyệt vời, từ top 11 vươn lên top 5 và bây giờ ở cái phần công ty bán hàng trực tiếp đáng tin cậy nhất năm 2023 thì Linewood đã vượt top và đứng thứ hai các anh chị với 2.703 phiếu bầu, vượt xa rất nhiều các công ty đàn anh đàn chị. Các anh chị có thể biết một số công ty ở thế giới như là đây, công ty vươn ra toàn cầu này cũng rất là nổi tiếng này các anh chị, hay là cái hướng nhìn xem công ty gì nhá, công ty Wery này, anh chị biết Wery không, cũng là một công ty thực phẩm chức năng của Mỹ rất là nổi tiếng, hay là như là công ty rất nhiều các anh chị, rất nhiều.
Đây đây, Amway, anh chị biết Amway không? Việt Nam của chúng ta thì Amway tràn vào năm nay chắc phải gần 20 năm rồi các anh chị ha. Amway chỉ được có 17 phiếu bầu thôi các anh chị về cái cuộc thăm dò công ty bán hàng trực tiếp đáng tin cậy nhất năm 2023. Và với Lai Good thì đứng thứ bao nhiêu ạ? Đứng thứ hai. Tuyệt vời hay vô cùng tuyệt vời các anh chị? Nếu vô cùng tuyệt vời thì hãy comment thật nhiều số 8 đi ạ. Và nó chưa đủ hào hứng đâu. Hãy comment thật nhiều số 8 để chúng ta đi đến cái điều tuyệt vời nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Rồi, và bây giờ các anh chị sẽ được đến với các anh chị sẽ được đến với top 20 công ty MLM tốt nhất năm 2023 và xếp hạng toàn cầu. Bây giờ sẽ không phải là đánh giá về mặt chuyên môn riêng nữa mà chúng ta sẽ đi thẳng về top 20 công ty MLM tốt nhất năm 2023 các anh chị ha. Và ở muốn lọt vào cái top 20 công ty tốt nhất của năm 2023 xếp hạng toàn cầu này thì doanh nghiệp họ cần phải đáp ứng 13 tiêu chí. Tiêu chí đây anh chị, 13 tiêu chí đây ạ. Đó. Tiêu chí đầu tiên đó chính là phải có về vấn đề thu nhập kinh doanh tổng thể. Thứ hai là thu nhập đại diện. Thứ ba đó chính là sự ổn định của công ty. Số 4 đó chính là đề xuất bán hàng độc đáo. Số 5 đó chính là thời gian thành lập. Số 6 đó chính là số quốc gia có sẵn ở. Số 7 là đào tạo nhà phân phối. Số 8 là ban giám đốc. Ban giám đốc. Số 9 là lựa chọn sản phẩm. Số 10 là cơ cấu kinh doanh hợp pháp, không phải mô hình kim tự tháp. Số 11 là thành công của các nhà phân phối MLM. Số 12 là các hành động pháp lý đã qua hoặc chờ xử lý chống lại công ty. Và cuối cùng, số 13, lịch sử giá cổ phiếu và cổ tức nếu là công ty đại chúng. Thế thì với 13 tiêu chí này để xem Nightwood đã đứng thứ bao nhiêu mà Hường dám tự tin. Đây là một cái doanh nghiệp đứng top đầu các anh chị, đứng top đầu. Đây các anh chị nhìn đi ạ. Top 20 công ty MLM tốt nhất năm 2023 trên toàn thế giới. Và Nightwood dịch ra đó chính là sống tốt, đang đứng top 1. Tuyệt vời hay vô cùng tuyệt vời các anh chị, tuyệt vời hay vô cùng tuyệt vời. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng với nhau chiêm nghiệm một doanh nghiệp tại sao lại có thể đứng top 1 trên thế giới trong ngành, trong lĩnh vực MLM. Các anh chị hãy dành thật nhiều dành tràng pháo tay và các anh chị hãy comment thật nhiều số 9 nha. Con số của cộng đồng, con số của sinh ra là dành cho cộng đồng, dành cho sự nhân đạo, dành cho sự tử tế và dành cho tất cả chúng ta một cuộc sống vô cùng tuyệt vời và tốt đẹp ạ. Công ty MLM Livewood vừa ra mắt, đây các anh chị đây vừa ra mắt ha, đã để lại một cơn bão trong ngành vào năm 2023. Hường gọi nó không phải là cơn bão, không phải là sản phẩm, không phải là dịch vụ, mà nó là một cuộc cách mạng các anh chị ạ. Một cuộc cách mạng cải cách để thay đổi tất cả những cái cũ và mang đến điều tuyệt vời nhất cho khách hàng cũng như là người kinh doanh. Thế thì nó là cái gì? Tại sao lại có thể đạt được những cái danh hiệu tuyệt vời như vậy, xếp hạng tuyệt vời như vậy trên thế giới? Rất nhiều anh chị khi mà nghe nói đây thì nói là ô, những cái này thì có thể mua được. Xin thưa với tất cả các anh chị, ở Việt Nam chúng ta cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Nhưng mà ở Mỹ thì không ạ. Ở Mỹ họ tôn trọng nhân quyền. Nếu các anh chị nào ở Mỹ thì các chị đều biết cái điều này. Ở Mỹ họ rất tôn trọng cái nhân quyền. Chỉ cần cái việc mà anh đưa ra nó hợp tình hợp lý và anh chứng minh được cái sự khả thi, khả tính và thực tế của anh thì chúng tôi cho anh công khai minh bạch để cạnh tranh mọi thứ một một cách là minh bạch. Đúng không anh chị? Thế nên là ở Mỹ thì các anh chị không hẳn đã mua được bằng tiền đâu. Nếu mua được bằng tiền thì nó đã không diễn ra là một cường quốc và tôn trọng nhân quyền. Vì vậy cho nên là đây là một cái cơ hội mà chúng ta rất đáng để nghiêm túc tìm hiểu. Hường xin đính chính một điều rằng là Hường hay là tất cả các anh chị chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi không phải là nhân viên của công ty. Chúng tôi cũng như tất cả các anh chị cùng với nhau đi tìm hiểu các cơ hội và chúng ta thấy cái nào hay, thấy cái gì tuyệt vời, chúng ta sẵn sàng chia sẻ và bóc tách với nhau. Đúng không các anh chị, để giúp nhau tuyệt vời hơn, có những kiến thức và những cái trải nghiệm tuyệt vời hơn trên cái hành trình mà mình kinh doanh các anh chị ha. Và ngay bây giờ các anh chị đã đủ mong muốn khát khao để chúng ta đi sâu hơn, tìm hiểu chi tiết hơn về công ty vô cùng tuyệt vời này chưa? Nếu anh chị đã sẵn sàng thì hãy comment SS đi ạ, hãy comment là SS SS sẵn sàng sung sướng ạ. À, anh Peter Nguyễn comment là chính xác. Anh Peter Nguyễn thì anh ấy đang định cư tại Mỹ đấy các anh chị. Ở Mỹ thì người ta rất tôn trọng với nhân quyền. Những cái việc này thì nếu như đủ nhân duyên, à thì còn một lát nữa nếu đủ nhân duyên thì anh Peter có thể làm khách mời để phát biểu một vài câu với anh Peter nhé. Rồi rồi, và anh chị đã comment sẵn sàng thì ngay bây giờ Hường sẽ không làm mất thời gian của tất cả các anh chị nữa. Hường xin phép được trả lại chương trình cho MC buổi tối ngày hôm nay để mời anh đây một speaker vô cùng tuyệt vời. Anh ấy sẽ chia sẻ với tất cả các anh chị chi tiết tổng thể trong chương trình buổi tối ngày hôm nay các anh chị nha. Và biết ơn tất cả các anh chị rất là nhiều vì đã dành thời gian để nghe Hường chia sẻ về một số các thành tích mà Lightwood đạt được. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều.
Vâng, thật là tuyệt vời. Bao nhiêu trong số các anh chị thấy buổi chia sẻ tuyệt vời thì comment thật nhiều con số 6 trên chat ạ. Cảm ơn cái phần chia sẻ của Pichika Hoàng Hường. Và bây giờ Phượng xin mời lên chuyên gia Đăng Lân nên để chia sẻ cho anh chị và tất cả mọi người các kiến thức của cái chương trình hôm nay. Xin mời chuyên gia Đăng Lân. Vâng, xin cảm ơn MC Mr. Phượng ạ. Vâng, và xin chào tất cả anh chị đang có mặt trong buổi Zoom tối ngày hôm nay. Hôm nay Lân rất vinh dự khi được KTB Group cho phép Lân có cơ hội để chia sẻ tới các cô chú anh chị một cơ hội kinh doanh vô cùng tuyệt vời và đi đầu xu hướng trong năm 2023. Và bao nhiêu trong số các cô chú anh chị đang rất hào hứng muốn biết được cái cơ hội kinh doanh tuyệt vời đó là gì thì hãy comment tôi vào không chat đi ạ. Và trước khi bắt đầu vào phần chia sẻ thì Lân xin phép có 2 phút để giới thiệu về bản thân mình. Tên đầy đủ của Lân là Nguyễn Đăng Lân, năm nay 36 tuổi. Hiện Lân đang làm trưởng phòng nhân sự của một tập đoàn Hàn Quốc và là nhà đồng sáng lập cộng đồng KTB Group và là thành viên của ban phụng sự KTB. Và Lân rất thích kinh doanh, thích buôn bán từ bé và Lân cũng từng làm kinh doanh hệ thống sản phẩm về về tinh dầu trị liệu này, và một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe cộng đồng này, và một số sản phẩm về tài chính. Tuy nhiên thì chả có một cái dự án nào mà Lân làm được thành công theo những gì mình mong muốn ạ. Vì kinh doanh thì luôn phải ôm hàng, phải chạy đua doanh số cực kỳ mệt mỏi, và hệ thống thì không đồng nhất, rồi xảy ra xích mích giữa các leader và thành viên trong đội nhóm rất chi là nhiều chuyện. Và Lân cũng từng làm một leader và có đội nhóm riêng của mình ạ. Và đó là một số điều mà Lân đã từng có được. Tuy nhiên bên cạnh đấy còn những cái chưa thực sự được hài lòng, và đó cũng chính là lý do tại sao ngày hôm nay Lân lại có mặt ở đây để chia sẻ với cô chú và anh chị ạ. Và bên cạnh những thành tích mà Lân đã đạt được thì Lân cũng có những nỗi đau đi kèm, và Lân muốn là cô chú anh chị đã cho mình dành thời gian để có mặt tại Zoom hôm nay thì chúng ta hãy cởi mở với nhau ạ và thành thật với nhau cũng được không ạ, và chúng ta sẽ không nhắc tới tiêu cực ạ, và chúng ta hãy nói về những thứ đang tồn tại và những thứ chúng ta đã trải qua và những thứ mà nó khiến chúng ta chưa thực sự thành công. Và chắc hẳn trong số cô chú anh chị có mặt trong Zoom hôm nay đã từng có những thành tựu nhất định và đã có những thành công nhất định, nhưng rõ ràng ngày hôm nay chúng ta ngồi ở đây thì chắc hẳn là cái thành công đó nó chưa được như mong muốn, hay là đang gặp phải một vấn đề gì đó, hoặc là chúng ta đang tìm kiếm cho mình một giải pháp nào đó tốt hơn, nó tuyệt vời hơn, đúng hay rất đúng ạ. Và cũng giống như cô chú anh chị, ai trong số chúng ta đều có những khao khát, có những mục tiêu, có những sự mong muốn. Tuy nhiên, trên chặng đường để đạt được những điều này, thì đâu đó chúng ta đã phải dừng lại vì rất nhiều lý do. Và một trong những lý do đó mà ngày hôm nay Lân sẽ chia sẻ với tất cả các cô chú anh chị, đó chính là lý do tại sao Lân lại lựa chọn Livewood. Why Livewood? Và chúng ta có thể nhìn nhận thẳng thắn vào những vấn đề đó. Và nếu như ai đó trong phòng Zoom ngày hôm nay cũng gặp phải những vấn đề giống Lân thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn thẳng vào vấn đề, được hay rất được ạ. Và hãy nghiêm túc nhìn vào cơ hội này, xem Lightwood có thật sự là một cơ hội có thể khắc phục được những vấn đề mà mình đã gặp phải hay không. Và Lân muốn các cô chú anh chị phải cam kết với Lân một điều, đó là chúng ta cần phải tập trung 100% trong khoảng 30 phút thôi để nghe Lân chia sẻ và đồng hành đến cuối chương trình để có thể nắm bắt được toàn bộ cơ hội kinh doanh cùng Lightwood. Và cô chú anh chị đồng ý với Lân thì hãy comment số 1 lên không chat để Lân biết ạ. Vâng, và Lân đã thấy có số 1 rồi ạ. Và biết ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Và điều này có nghĩa là các cô chú anh chị đã đồng ý cam kết với Lân rồi nhé. Và khi nghe Lân chia sẻ xong thì sau đó các cô chú anh chị ra quyết định sau cũng vẫn chưa muộn. Và Lân đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm kinh doanh hệ thống như thế này nữa, tại vì mình xây lên xong rồi lại đổ, xây lên xong rồi không có thu nhập thụ động và đội nhóm thì cũng không có thu nhập, và đó chính là nỗi đau mà Lân đã trải qua. Vậy thì Lightwood có điều gì đặc biệt khiến cho Lân phải thay đổi góc nhìn và muốn bắt đầu lại, và điều gì khiến cho mình có nguồn cảm hứng và năng lượng dồi dào để làm lại, và Lightwood có gì đặc biệt? Vậy thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu được chứ ạ. Và đây đây chính là công ty Lightwood ạ, và có trụ sở tại Mỹ ạ. Và cụ thể địa chỉ thì như cô chú anh chị đã thấy trên màn hình ạ.
nằm ở ở bang Florida, Hoa Kỳ ạ. Và đây, trên màn hình là giấy phép hoạt động của công ty được cấp ngày 16 tháng 4. Công ty chính thức ra mắt toàn cầu vào ngày 13 tháng 12 năm 2022. Và tính đến thời điểm hiện tại là 8 tháng hoạt động, công ty đã có gần 700.000 thành viên mà công ty Lightwood chưa phải trả bất cứ một khoản chi phí nào về marketing. Và tới đây thì chúng ta sẽ thấy được sự bùng nổ của Lightwood ạ. Lúc đó chúng ta sẽ biết được Lightwood đó là cái gì. Khi mà công ty chưa chạy quảng cáo mà đã có số thành viên lớn tới như vậy rồi, thì đến khi công ty chạy quảng cáo thì nó sẽ khủng khiếp như thế nào ạ? Vâng, vậy thì xin chúc mừng tất cả các cô chú anh chị đã biết và là thành viên của Lightwood ạ. Và đây, đây chính là hình ảnh về lễ ký kết hiệp định thương mại tự do và hiệp định bảo hộ đầu tư ạ. Cụ thể là giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Liên minh châu Âu ạ. Và Việt Nam của chúng ta thì được toàn quyền thương mại hóa toàn cầu với 27 quốc gia. Điều này chứng minh được rằng là chúng ta hoàn toàn hợp pháp để có thể mua các sản phẩm ở trên website của các nước liên minh EU ạ. Chúng ta thương mại hóa làm tiếp thị liên kết trên các trang mạng thương mại điện tử toàn cầu và đã có giấy ký kết đàng hoàng, pháp luật đã được công nhận và cho phép thì chúng ta hoàn toàn tự tin để hoạt động kinh doanh. Và tiếp theo chính là sứ mệnh của công ty ạ. Và với sứ mệnh là giúp mọi người có sức khỏe, khỏe mạnh mà không cần phải bỏ nhiều tiền. Và đây là bước đầu tiên mà Lightwood muốn đem lại những giá trị cốt lõi đến cho mọi người. Và với cam kết giúp đỡ mọi người, Lightwood mang đến cho bạn những chất bổ sung dinh dưỡng tiên tiến nhất trên thị trường, chỉ được sản xuất bằng những nguyên liệu tinh khiết nhất, chất lượng cao nhất trên hành tinh ạ. Và sử dụng sản phẩm mang lại hiệu quả cao mà giá sản phẩm không bị đội lên quá cao như các công ty khác ạ. Và các anh chị có đồng ý với Lân một điều là có sức khỏe thì chúng ta có tất cả không ạ? Và bởi vì nếu có tiền, có nhà lầu xe hơi và có mọi thứ sức khỏe mà không có thì cũng chỉ là những thứ hư ảo ạ. Và lúc đó chúng ta chỉ muốn duy nhất một điều chính là sức khỏe. Vậy nên có sức khỏe là có tất cả, và có sức khỏe thì mới có vô vàn những thứ đằng sau được ạ. Tiếp theo, và đây đây chính là ban lãnh đạo của công ty ạ, là người quyết định tầm nhìn chiến lược của công ty sẽ đi đến đâu. Và một lãnh đạo công ty có đủ tâm, tầm tài và trí thì mới giúp các anh chị có được sự lựa chọn sáng suốt nhất. Và giám đốc công ty chính là ông Glenn Sky, và ở bên dưới chính là ông giám đốc tiếp thị mạng lưới, ông Lauder Kazan. Và ông có một câu nói khiến Lân rất hào hứng: Lightwood không phải là công ty cạnh tranh với bất kỳ công ty nào trong ngành MLM, mà Lightwood là một lịch sử mà ngành MLM bắt buộc phải ghi nhận. Bởi đó là những bước đột phá đầu tiên của xu hướng trong ngành chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Tiếp theo là cặp vợ chồng và là nhà đồng sáng lập, một người là giám đốc phát triển sản phẩm và một người là giám đốc đào tạo sản phẩm. Và đây sẽ là nơi cốt lõi để các anh chị sẽ biết được là sản phẩm hàng hóa có giá trị hay không ạ. Và tiếp theo là ở Lightwood, điều gì là quan trọng ạ? Thì ở Lightwood, sức khỏe của cô chú anh chị được đặt lên hàng đầu, đặt làm trọng tâm và là tiết kiệm được tài chính ạ. Tức là chúng ta mua hàng trực tiếp từ công ty theo nhu cầu của cá nhân mình cần, và không phải qua bất cứ khâu trung gian nào hết, mà chúng ta lại được mua với giá gốc rẻ hơn rất nhiều so với những mô hình cũ đang làm. Và thế nào mà được gọi là giá gốc ạ? Đó là giá không bao gồm các loại chi phí để vận hành kinh doanh sản phẩm này, và nó chỉ gồm những loại chi phí tham gia trực tiếp để sản xuất tạo ra sản phẩm, ví dụ như là nguyên vật liệu trực tiếp này, nhân công này, máy móc thiết bị nhà xưởng này, chứ nó không bao gồm các chi phí khác liên quan đến việc kinh doanh hệ thống ạ. Và tiếp theo ạ, và đây chính là mô hình và chiến lược kinh doanh của Lightwood ạ. Thì chúng ta thấy đây là sự tổng hợp của nhiều mô hình kinh doanh ưu việt hiện nay, bao gồm thứ nhất đó chính là Lightwood là một sàn thương mại điện tử ạ. Thì cả nhà có biết đến Amazon không ạ? Là một sàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới, ở trên đó cung cấp tất cả các sản phẩm, dịch vụ, ngành nghề mà nhu cầu con người cần, cứ cần gì thì trên Amazon đều có, và ở Lightwood hiện cũng đang áp dụng như vậy. Và thứ hai, Lightwood áp dụng phương thức bán lẻ với giá xỉ, tức là các cô chú anh chị mua một sản phẩm có giá bán là 30 đô thì anh chị sẽ được mua với giá là 18 đô khi mà anh chị đã là thành viên của Lightwood ạ. Và anh chị mua một sản phẩm hay 1.000 sản phẩm thì giá của nó cũng chỉ là 18 đô, thì đó được gọi là bán lẻ với giá xỉ ạ. Và thứ ba, trang thành viên cá nhân đơn giản chỉ là một trang mà chúng ta được toàn quyền sử dụng khi đã là thành viên của Lightwood ạ. Và thứ tư chính là mô hình affiliate. Ở đây có anh chị là biết đến mô hình affiliate rồi, tiếp thị liên kết chưa ạ?
Thay vì mô hình trước đây chúng ta phải dùng sản phẩm này, thấy tốt rồi thì mới nhập và đem đi chia sẻ, thì tiếp thị liên kết tức là chúng ta có một đường link và chúng ta đem đi chia sẻ cho người khác và họ tham gia dưới đường link của bạn, thì họ sẽ mua hàng theo đường link đó và bạn sẽ nhận nhận được tiền thưởng hoặc tiền hoa hồng ạ. Thì đó là cách thức Shopee, TikTok hiện đang làm ạ. Những anh chị hay lướt TikTok thì sẽ thấy được có những người họ bán hàng thì họ có kèm theo đường link ở bên dưới ạ. Và khi mình kích vào đó để mua hàng thì họ sẽ có hoa hồng bán hàng. Thì ở Nagood cũng đang áp dụng như vậy. Và thứ năm là MLM ạ. Các cô chú anh chị có biết MLM là gì không ạ? MLM là tiếp thị đa cấp, là một chiến lược kinh doanh mà các công ty đang sử dụng để đưa sản phẩm và dịch vụ của họ đến tận tay người tiêu dùng ạ. Và thay vì trực tiếp cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho người tiêu dùng qua kênh trực tuyến hoặc tại các cửa hàng truyền thống, thì họ sử dụng các đại diện bán hàng để thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của mình. Những đại diện bán hàng này có thể không được coi là nhân viên chính thức, nhưng thay vào đó họ là các cộng tác viên kinh doanh và họ được toàn quyền quyết định tự bán hàng trực tiếp hay là trực tuyến. Quan trọng là bán được hàng. Và họ cũng được khuyến khích thu hút này và tuyển thêm những người mới tham gia kinh doanh và để mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình ạ. Thì ở mô hình kinh doanh cũ thì người nào bỏ nhiều tiền thì ở cấp cao ạ, người nào ít tiền thì lấy hàng của người cấp cao và trở thành người cấp dưới của họ và được hưởng chiết khấu ít hơn này. Thì chúng ta hiểu đơn giản đó chỉ là phân tầng phân cấp với nhau để có sợi dây liên kết với nhau giữa người với người. Thì hệ thống kinh doanh MLM là một con đường duy nhất giúp cho cô chú anh chị có được một cuộc sống hạnh phúc toàn phần và có được một đường ống thu nhập thụ động bền vững. Và chỉ có MLM mới là cái duy nhất có thể làm được điều này. Nên là chúng ta đừng nên bài xích MLM, từ từ rồi sẽ hiểu và biết rõ về nó. Thứ sáu chính là All in One, là tất cả đều được tích hợp vào trong một và hiện ở Lightwood đều có tất cả. Thì ở Lightwood có đến 6 loại hoa hồng tiền thưởng và bao nhiêu trong số cô chú anh chị đang rất hào hứng muốn biết làm thế nào để tôi có thể kiếm thật nhiều tiền trong hội kinh doanh này, chăm sóc sức khỏe cho tôi này, người thân của tôi này, ở một trạng thái bình an trọn vẹn nhất, thì hãy comment số 6 lên không chat đi ạ. Và chúng ta sẽ bước sang phần hấp dẫn nhất đây ạ, chính là 6 loại tiền thưởng ở Lightwood ạ. Mục thứ nhất chính là hoa hồng tuyển dụng ạ. Khi trở thành thành viên của Lightwood thì chúng ta cần đóng 40 đô để kích hoạt ID, là để chính thức được hoạt động với Lightwood ạ, và chỉ đóng một lần duy nhất, và 10 đô phí duy trì hàng tháng. Phí này anh chị hiểu nó giống như việc chúng ta kinh doanh buôn bán ngoài chợ, thuê những kiosk bán hàng thì hàng tháng anh chị phải trả tiền chỗ ngồi để bán hàng đúng không ạ? Thì ở Lightwood chúng ta cũng sẽ phải trả phí cho hoạt động kinh doanh như vậy, trả cho công ty để công ty quản lý website của chúng ta này và bảo vệ tài sản của chúng ta trên trang thương mại cá nhân, và tất cả chỉ có như vậy và không phát sinh thêm bất cứ một chi phí nào nữa cho đến khi anh chị mua sản phẩm và hàng hóa. Và số tiền này nó phù hợp với bất kỳ ai và chỉ cần tiết kiệm một chút xíu thôi là chúng ta có thể duy trì hệ thống kinh doanh bán hàng hàng tháng rồi, và nó không phải là vài triệu trên một tháng mà chỉ có 10 đô trên một tháng, tương đương với khoảng 250.000 Việt Nam đồng là chúng ta có thể duy trì tư cách thành viên của mình rồi. Còn 40 đô ban đầu ấy nó là số tiền để bạn trở thành thành viên VIP của công ty và có đủ điều kiện để tham gia vào mô hình kinh doanh của công ty ạ. 10 đô cho phí duy trì tư cách thành viên để được mua hàng giá gốc và được hưởng tất cả quyền lợi về hoa hồng trả thưởng của Lightwood ạ. Và cô chú anh chị thấy là với mục trả thưởng cho việc tuyển dụng này thì điểm hòa vốn của cô chú anh chị rất là cao, vì chỉ cần tuyển có 2 người cùng tham gia là thành viên thôi thì các cô chú anh chị đã hòa vốn rồi ạ. Chưa kể nếu như cô chú anh chị tuyển được nhiều và hệ thống phát triển mở rộng ra thì sẽ có thêm thu nhập rất chi là tuyệt vời đó ạ. Và tiền thưởng ở Lightwood thì được chi trả theo tuần ạ. Và khi tham gia là thành viên thì anh chị sẽ có 1 tuần để anh chị học và tìm hiểu mọi vấn đề của Lightwood và cách thức làm thế nào để lên được kim cương với người tuyển dụng ra anh chị ạ. Và sau 1 tuần anh chị sẽ đưa ra quyết định là anh chị có đồng hành cùng KTB cũng như là Lightwood hay không ạ. Và sau đó khi mà anh chị đã đồng hành rồi thì công ty sẽ trả tiền công cho người tuyển dụng ạ. Bởi vì họ là người bỏ ra công sức để tuyển dụng và đào tạo người mới, hiểu về các chính sách của công ty này và trở thành thành viên của công ty ấy, chứ không phải anh chị trả cho người tuyển dụng. Cho nên
đừng ai hiểu lầm là người sau trả cho người trước. Ok, ở đây là ba bên đều có lợi và không ai lấy của ai cái gì cả. Và mục thứ hai chính là tiền thưởng hoa hồng ma trận. Thì tiền tiền thưởng ma trận là gì ạ? Và khi cô chú anh chị đi xây dựng hệ thống kinh doanh của mình, không phải chỉ là những người làm trong trực hệ của cô chú anh chị, mà bất kỳ ai rơi xuống ma trận của cô chú anh chị thì đều được nhận thu nhập là 2,5% nhân với phí 10 đô duy trì hàng tháng và nhân với số người phát sinh theo số tầng cho phép mà cô chú anh chị được nhận. Nên cô chú anh chị lưu ý, đây là một điều vô cùng tuyệt vời và đặc biệt ở mô hình nhị phân tràn tầng lớp đầy của Lightwood ạ. Đây các cô chú nhìn ví dụ trên màn hình đây ạ. Ví dụ Lân tuyển ra Hương và Ngân ạ, và đặt Ngân ở bên trái và Hương ở bên phải ạ. Và sau đó Lân lại tuyển ra bốn người nữa, thì lúc này bốn người này sẽ tự động đặt xuống bên dưới Hương và Ngân theo đúng quy tắc từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, và bốn người này lại là một trong số những người phát triển hệ thống rất mạnh. Thì ngẫu nhiên Hương và Ngân chưa kịp làm gì, cũng chưa tuyển ra bất kỳ ai, mà họ cũng nhận được thu nhập từ tiền thưởng ma trận, đâu đó có thể nhận được là 2.047,5 đô trên một tháng ạ. Thì đơn giản Hương và Ngân họ nắm bắt cơ hội ngay lập tức để họ có được vị trí tốt nhất, và họ chỉ việc duy trì phí thành viên là 10 đô trên một tháng để nhận được tiền thưởng hoa hồng ma trận mà chưa kịp phải làm bất cứ điều gì. Và đó, cô chú anh chị thấy điều gì ở đây chưa ạ? Thì ở các mô hình cũ thì làm gì có chuyện ngồi không mà được tiền thưởng, đúng không ạ? Người nào vào trước thì đặt trước, và cứ chỗ nào rỗng thì sẽ lấp vào. Nên ở hệ thống này vô cùng thông minh và khác biệt ạ. Nó khắc phục được nhược điểm của tất cả các sơ đồ cũ trước kia, khắc phục được nỗi đau của người làm hệ thống, đó là số người trong hệ thống thì rất nhiều, doanh số một nhánh thì rất lớn nhưng doanh số nhánh còn lại thì ít, thì thu nhập trên thu nhập thì không có, và có thu nhập thì nó cũng không phải là một con số lớn, chưa kể nào là quy điểm BV nữa, rất chi là nhiều vấn đề. Còn ở đây còn ở Lightwood thì đầu vào là USD và đầu ra cũng vẫn là USD, tỷ giá thì không có gì thay đổi cả, và đây chính là một điểm khác biệt cực lớn của Lightwood ạ. Vì thế khi nghe đến đây, cô chú anh chị ai nhìn ra cơ hội rồi thì hãy chốt vị trí sớm luôn và ngay đi nhé. Và tiếp theo, mục thứ ba chính là tiền thưởng hoa hồng ma trận. Thì tại Lightwood có cơ chế chính sách trả thưởng khác hoàn toàn so với các công ty khác. Họ thưởng khoản thu nhập trên thu nhập cực kỳ cao, và khoản tiền thưởng này được tính trên thu nhập đến từ ma trận của các thế hệ ở trong sơ đồ của chúng ta. Điều đó có nghĩa là mục tiền thưởng số 2 được bao nhiêu thì chúng ta sẽ được tính trên thu nhập của mục thưởng số 2 bên trên, và khoản này sẽ được nhận về hàng tháng ạ. Ở đây cứ mỗi một người là thành viên đăng ký trực tiếp là F1 dưới các anh chị thì chúng ta sẽ được nhận là 50% tính trên thu nhập của F1, và khi chúng ta lên các cấp bậc cao hơn trong hệ thống thì chúng ta tiếp tục được nhận là thưởng 5% hay 3% tùy vào cấp bậc mà chúng ta đạt được ạ. Như các cô chú anh chị nhìn ở hình ảnh bên trái trên slide, cái tiền thưởng Magic Bonus của cái bác này là được 1.000 đô thôi, nhưng mà cái tiền thưởng Matching Bonus ạ, chính là ở mục hoa hồng số 3 đi ạ, là bác ấy được tận 24.000 đô. Tiền thưởng thực sự là gấp quá nhiều lần so với tiền thưởng hoa hồng Magic Bonus, là tiền hoa hồng nhanh nhận. Và tiếp theo là sang mục số 4. Mục số 4 chính là hoa hồng bán lẻ sản phẩm ạ. Thì ở Lightwood chúng ta có đường link tiếp thị liên kết về sản phẩm, và khi anh chị muốn chia sẻ về sản phẩm thì chỉ việc copy đường link trong trang mạng cá nhân của mình gửi cho người khác để đăng ký là xong ạ, và gửi khắp nơi trên toàn thế giới đều được. Chỉ cần họ kích vào đường link của anh chị mua hàng thì anh chị sẽ nhận được doanh số bán lẻ. Tuy nhiên, nếu như anh chị mua sản phẩm như thế này thì đâu đó anh chị sẽ mất thêm khoảng 10 đến 18 đô cho một sản phẩm mua lẻ, và nhu cầu của con người thì không ngừng nghỉ. Vậy thì thay vì mua lẻ sản phẩm thì chúng ta là thành viên của Lightwood để được mua với giá gốc của sản phẩm thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí ạ. Và tiếp theo là mục số 5 là tiền thưởng hoa hồng cho người bán hàng giỏi ạ. Thì mục mục này dựa trên mục tiền thưởng của hoa hồng số 4 vừa nói bên trên ạ. Có nghĩa là ở mục số 4 anh chị dùng đường link tiếp thị liên kết để đi chia sẻ, thì ở mục số 5 này nếu như đường link tiếp thị liên kết của anh chị đạt doanh số là 2.500 đô thì anh chị sẽ được thưởng thêm 10% và maximum là
50.000 đô thì anh chị sẽ được tiền hoa hồng, tiền thưởng cá nhân lên tới là 100% ạ. Và tiếp theo là đến mục số 6 chính là hoa hồng đồng chi ạ. Thì đây chính là mục tiền thưởng mà Lân và cả cộng đồng KTB đang hướng tới ạ. Hoa hồng đồng chi 2% doanh thu của toàn công ty trên toàn cầu, bao gồm cả doanh thu bán sản phẩm này, tiếp thị liên kết mạng lưới này, phí giữ vị trí hàng tháng này, hàng năm này, và tất cả những khoản tiền này sẽ được trích hoa hồng đồng chia hết, và coi như đây là phần thưởng mà Lightwood chia cho những người đang chung tay xây dựng cộng đồng của Lightwood ạ. Và tiếp theo là các cấp bậc trong Lightwood ạ. Thì ở Lightwood thì chỉ có 5 cấp bậc ạ. Và để lên được kim cương ở Lightwood thì không khó các anh chị ạ. Và mình chỉ cần có 2.500 ID làm trong hệ thống của anh chị thôi là đã đạt được kim cương rồi. Và mọi cái chúng ta muốn đều có công thức, cách thức để có thể làm được. Thì lát nữa các anh chị sẽ biết được công thức đó làm thế nào. À, tiếp theo là vì sao nên lựa chọn Lightwood là hợp tác, vì sao nên lựa chọn Lightwood hợp tác kinh doanh ạ. Thứ nhất là về tài chính. Khi anh chị tham gia làm gì đó thì tối thiểu cũng phải bỏ ra là 100 đô. Nhiều nhất thì là không giới hạn cho các gói đầu tư. Còn nếu về sản phẩm thì ít nhất anh chị cũng phải bỏ ra ít nhất đâu đó là 100 đô để nhập sản phẩm. Nhưng ở Lightwood thì duy nhất chỉ với 50 đô. Mà đầu tư thì thu hồi vốn lại nhanh thì người ta gọi đó là khoản đầu tư an toàn. Kiếm tiền nhanh thì cái này thật sự, cái này là sự thật. Khi anh chị có giải pháp cách thức để kiếm tiền thì ngoài thị trường kia có rất nhiều người họ chưa biết đến điều này, mà các anh chị cho họ biết được điều này thì có phải là tiền với anh chị là điều hiển nhiên không ạ? Và khi chúng ta có giải pháp thì chúng ta sẽ giúp được thị trường để tránh rơi vào tình trạng ôm hàng rồi chạy đua danh cấp bậc và cả bán phá giá nữa. Và thứ hai là sức khỏe. Thì khi đã là thành viên của Lightwood thì các anh chị được mua sản phẩm với giá rẻ trên web cá nhân của mình hoặc có thể nhờ ai đó mua hộ mình. Tuy nhiên, chúng ta nên tự mua để có những trải nghiệm cho chính bản thân mình. Và tiếp theo chính là sản phẩm tự bán. Là chắc chắn một điều là khi chúng ta đã là thành viên của công ty rồi thì ai ai cũng sẽ tự mua sản phẩm của công ty để dùng. Vậy thì trong gần 700.000 người tham gia vào hệ thống của Lightwood thì cũng phải có ít nhất là 100.000 người mua sản phẩm. Có nghĩa là công ty không hề tư vấn cho anh chị về sản phẩm, không hề bảo anh chị phải mua hàng, mà mua hàng hay là không do chính chúng ta. Vì ai cũng sẽ muốn được trải nghiệm sản phẩm của việc kinh doanh mình đang làm. Vậy đó có phải là sản phẩm tự bán hay không ạ? Và thứ ba chính là mối quan hệ. À, có nghĩa là anh chị không chỉ kinh doanh ở Việt Nam mà anh chị có thể kết nối với bạn bè khắp nơi trên thế giới để cùng kinh doanh với mình ạ. Điều này tuyệt vời hay rất tuyệt vời ạ. Và tiếp theo chính là điều kiện để tham gia vào Lightwood ạ. Thì điều kiện để tham gia vào Lightwood thì anh chị chỉ cần có một tài khoản Gmail này, có một cái đường link đăng ký này, và anh chị chỉ cần phí là 49,9 đô ạ, để có thể là thành viên của Lightwood ạ. Và các anh chị có muốn biết là làm thế nào để đạt được kim cương ở Lightwood một cách nhanh nhất không ạ? Và nếu muốn thì các cô chú anh chị hãy comment tôi vào khung chat đi ạ. Và để lát nữa ít phút sau đây, các anh chị sẽ được gặp một người chị vô cùng tuyệt vời và là một trong số những người rất thành công trong ngành kinh doanh hệ thống. Và chị ấy sẽ chỉ cho các anh chị biết được làm cách nào để có thể đạt được mục tiêu lên kim cương trong 3 tháng cuối năm 2023. À, vâng. Thì nội dung chia sẻ của Lân đến đây là hết ạ. Và biết ơn tất cả các cô chú anh chị đã dành thời gian để lắng nghe Lân chia sẻ về cơ hội kinh doanh Lightwood ạ. Vâng, và Lân xin trả lại mic cho MC Mr. Phượng ạ. Vâng, thật là tuyệt vời. Cảm ơn chuyên gia Đăng Lân. Và cô chú và anh chị thả thật nhiều trái tim lên chat để cảm ơn chuyên gia Đăng Lân. Vâng. Và tiếp theo Phượng xin giới thiệu
Được chia sẻ tiếp theo của Victor Hoàng Hường chia sẻ những cái cơ hội cho cô chú và các anh chị để nắm bắt được rõ hơn. Xin mời Victor Hoàng Hường. Vâng, xin cảm ơn anh Đăng Đơn rất là nhiều. Xin cảm ơn anh Xuân Phượng rất là nhiều. Và các anh chị đã nghe xong cơ hội buổi tối ngày hôm nay, và các anh chị cảm thấy thế nào ạ? Tuyệt vời hay vô cùng tuyệt vời hay các anh chị? Rồi, cả nhà mình nếu như mà thấy vô cùng tuyệt vời thì hãy comment thật nhiều số 6 để biết ơn speaker buổi tối ngày hôm nay, đó chính là bạn Đăng Lân ạ. Hãy comment thật nhiều số 6 đi ạ, hãy comment thật nhiều số 6 ạ. Rồi anh chị nào thấy tuyệt vời thì comment nhé. Anh chị nào không comment là chắc là không thấy tuyệt vời rồi. Thì thôi nhá. Không thấy tuyệt vời thì ngồi với nghe mất thời gian đi. Phải tương tác chứ đi. Các anh chị có đồng ý với vợ một điều, đó chính là tương tác thì tạo tuyệt tác, đúng không các anh chị? Năng lượng thì bằng ngân lượng, tương tác thì tạo tuyệt tác, vui vẻ thì đẻ ra tiền. Bây giờ mình phải cười nhiều lên, mình phải năng lượng mạnh mẽ lên. À, anh chị biết không Hường, thì dẫn anh chị thôi, Hường biết là có một số anh chị đang bận. Tuy nhiên Hường rất là mong đằng nào chúng ta cũng dành thời gian của chúng ta ngồi đây rồi, chúng ta hiện diện 100%, đúng không anh chị? Bởi vì tất cả những cái gì mà Hường chuẩn bị nói sau đây thì chắc chắn một điều nó sẽ mang anh chị đến một cái thứ tuyệt vời á. Đừng tin những gì Hường nói mà hãy tin những gì các anh chị được trải nghiệm. Đây là cái lời khuyên chân thành cuộc đời của Hường. Các anh chị biết không, trước đây thì Hường là một người mà hồi nãy Hường có chia sẻ với tất cả các anh chị đấy. Hường từ năm 13 tuổi các anh chị, thì Hường đã vào Sài Gòn và Hường chỉ mất đâu đó khoảng tầm là 3 năm để làm công nhân thôi. Còn tất cả thời gian đó đến tận ngày hôm nay thì Hường dành thời gian đại đa số vào cái việc buôn bán. Dĩ nhiên là không phải buôn bán một thứ, Hường buôn bán rất là nhiều thứ. Nếu anh chị nói anh chị đang có một cái cửa hàng nào đó kinh doanh ở ngoài chợ thì ngày xưa Hường cũng bán gần 3 năm ở ngoài chợ. Bán tất cả mọi thứ, bán từ thịt, cá, rau, dưa, mắm, muối, bông hoa, trái cây, quần áo. Thậm chí vừa là người tự ở nhà tự may quần áo đem ra chợ, chạy chợ bán luôn. Rồi khi mà bán ở ngoài chợ xong thì bắt đầu là Hường bán tiếp theo, đó chính là bán gì nhỉ? Những cái ngày mà lễ Noel anh chị đi chơi ở cổng nhà thờ với người yêu ấy, thì Hường đi bán bóng ở đó đó. Đi bán bóng dạo. Rồi sau đó thì Hường bắt đầu vén duyên đến biết đến kinh doanh online các anh chị ạ. Từ ngày bước đến kinh doanh online thì cuộc đời của Hường thay đổi. Hường từ một cô bé rất tự ti với chính mình tự ti với nhan sắc, tự ti với mối quan hệ, tự vi ti với tiền, tự ti với kiến thức, tự ti với học thức. Cả học thức, bởi vì ngày xưa học có lớp 7, lớp 8 là đã nghỉ mất rồi. Sau đó thì tự ti với cả kiến thức của mình, bởi vì Hường bước vào bất kỳ một cái mối quan hệ nào thì mình cũng cảm thấy mình rất là thua kém. Cho đến ngày hôm nay thì Hường rất là tự tin để có thể nói được rằng là mình có thể là một master coach trong lĩnh vực chuyển hóa nguồn lực. Bởi vì Hường là một người xuất thân không bằng ai hết các anh chị. Và cái hành trình Hường đi thì các anh chị khó khăn một, nhưng mà Hường phải nói thật là phải khó khăn gấp 5, gấp 10 các anh chị cơ. Thì mãi sau này trên cái hành trình mà Hường đi qua rồi, Hường được chứng thực nó rồi, và Hường hiểu là tại sao mình lại như vậy rồi, thì mới biết được rằng là tất cả đều có nguyên nhân. Vậy thì hồi nãy các anh chị cũng nghe bạn Đăng Lân chia sẻ với tất cả các anh chị rồi đúng không? Chia sẻ với anh chị rằng là cơ hội này nó là cái gì, và cụ thể chi tiết các cái mô thức trả thưởng nó ra làm sao, thì các anh chị thấy có tuyệt vời không ạ? Nếu một lần nữa anh chị cảm thấy tuyệt vời thì hãy comment thật nhiều số 6 đi ạ. Hãy comment thật nhiều số 6 các anh chị. Hãy comment nhiều lên, tương tác nhiều lên. Tương tác thì tạo tuyệt tác, vui vẻ thì đẻ ra tiền. Hồi xưa thì Hường rất là tự ti về cái việc là mỗi khi mình nở nụ cười các anh chị, rất tự ti, dù là mình rất thích cười nhá, nhưng mà rất là tự ti, bởi vì mỗi lần mà cười một cái thôi thì cái miệng nó mang tai ấy. Nhưng bây giờ thì mới biết được rằng là thì ra mình phải vui vẻ thì mình mới đẻ ra được tiền. Vào cái thời điểm mà Hường bị năng lượng tụt cực độ luôn, đó chính là cái thời điểm mà trong lòng của mình bị hổ thẹn với những cái gì mình đang làm. Và dĩ nhiên cái điều hổ thẹn đó nó cũng là một trong những cái lý do mà đầu tiên chương trình Hường kể cho anh chị nghe đấy. Hường đã từng là những cái người mà suốt ngày ăn rồi chỉ nghĩ ra những cái chiến lược để làm thế nào đội nhóm ôm hàng cho các anh chị. Hường là một cái người mà ăn rồi chỉ nghĩ ra các chiến lược để làm thế nào để kích cho đội nhóm lên cấp và ôm hàng. Ví dụ cái tháng này các anh chị nhập 10 triệu thì tháng sau anh chị phải nhập 50 triệu. Mà tháng này anh chị nhập 50 triệu thì tháng sau anh chị phải lên 100 triệu. Và nếu tháng sau anh chị 100 triệu thì Hường sẽ làm ra một cái kênh hoặc là một cái chương trình gì đó để anh chị phải lên đến 200 đến 500 triệu tiền nhập hàng. Và cái việc của Hường chỉ có như vậy. Và cái thời điểm đó là một cái thời điểm mà Hường gieo những nhân rất là không tốt về cái việc như vậy. Dĩ nhiên là cái lúc đấy mình vô minh,
và mình nghĩ là kinh doanh thì phải như vậy nó mới tạo động lực cho đội nhóm được. Tuy nhiên là nó dĩ nhiên là lúc đấy thì mình vô minh, nó không có sai, nhưng mà sau này khi mình nhận được những cái kết quả nó không được như mong muốn thì mới biết được rằng là đó thật sự là sai các anh chị ạ, đó thật sự là sai. Và quay trở lại cái câu chuyện rằng là giống như hồi nãy Hường kể cho anh chị nghe đầu chương trình, bạn ấy mới có 18 tuổi mà bởi vì cái tài huấn luyện của người bên trên khiến cho bạn ấy có thể bỏ ra vay mượn từ bố mẹ, từ người thân 180 triệu để sau đó đi bắt đầu ôm hàng về và không bán được hàng. Và vô tình mình, cái sự giàu có của mình nó có dựa trên sự mất mát, đau thương và lo lắng của người khác các anh chị ha. Thế thì ngày hôm nay Hường ngồi đây để chia sẻ với anh chị một cơ hội, và bạn Đăng Lân cũng đã nói cho cơ hội đó là gì rồi, và quan trọng hơn hết là chúng ta sẽ có chiến lược nó khả thi như thế nào các anh chị ha. Vậy thì bây giờ Hường xin phép được tiếp nối cái chương trình ngày hôm nay. Có một câu nói rất là hay như thế này các anh chị, đó chính là nếu như mà bạn không tìm được cái cách mà kiếm được tiền ngay ở khi ngủ thì bạn sẽ phải làm việc cho đến suốt cuộc đời. Trước đây cũng vì câu nói này mà Hường mới thay đổi đấy các anh chị. Không biết là các anh chị ngày hôm nay các anh chị đã nghe câu nói này và các anh chị có muốn thay đổi hay không? Các anh chị có muốn tìm một công việc mà ngay cả khi mình ngủ mà có thể ra được rất nhiều tiền cho các anh chị hay không? Nếu anh chị muốn thì comment là tôi muốn ạ. Nếu anh chị muốn thì comment là tôi muốn ạ. Ai muốn thì comment là tôi muốn nhá, còn không muốn thì comment là thôi không muốn, đủ sống rồi. À rồi, biết anh chị rất là nhiều. Thế thì như thế này các anh chị, hồi nãy anh chị có nghe bạn bạn Lân chia sẻ với tất cả các anh chị rằng là chúng ta khi lên được kim cương là các anh chị sẽ được hưởng 2% đồng chia toàn cầu đúng chưa? Có đúng cái phần này không? Và cái đồng chia toàn cầu đó thì nó gồm có những cái gì? Thứ nhất là doanh thu bán hàng của toàn thế giới, đúng không ạ? Doanh thu sử dụng sản phẩm trên toàn thế giới. Ví dụ đây, nhà Hường thì nhiều lắm các anh chị mà lên kim cương đi thì Hường dùng sản phẩm này là anh chị được chia 2% đấy. Đây, Hường rất nhiều sản phẩm của Live Good các anh chị nhá. Ai bảo Hường không có thì là không được với Hường luôn. Bởi vì tất cả các sản phẩm của Live Good thì Hường đều trải nghiệm. Anh chị nhìn đi ạ. Đây, đây là siêu đỏ của Live Good này. Đây là siêu xanh của Live Good này. Rồi, đây là cà phê của Live Good này. Đó. Rồi, đây là protein của Live Good này. Đó. Rồi, đây là maze của Live Good này. Đó, bởi vì Hường làm một ngày làm việc 20 tiếng anh chị. Rồi, đây là D3K2 của Live Good này. Đó, được chưa? Rồi, đây là vitamin nữ của Live Good này. Đó. Rồi, đây là serum của Live Good này. Đó, serum dưỡng da. Đó. Rồi, đâu nữa nhở? Rồi, cái này là căng bóng trẻ hóa của Live Good này. Rồi, còn nữa, để đâu nữa rồi? Rồi, để tút ra kia rồi, mọi người đứng lên lắm. Thôi nhiêu đó nhá. Điều đó có nghĩa rằng là bây giờ Hường dùng bất kể một cái gì mà anh chị lên kim cương thì anh chị được đồng chia 2%. Vậy thì không phải chỉ riêng Hường đâu các anh chị, mà là toàn thế giới. Vậy thì tiền nó sẽ đẻ ra tiền khi nào? Khi anh chị ngủ, mà cái trái múi giờ của các anh chị ở bên Mỹ ấy, ngày của anh chị là đêm của họ, còn đêm của chúng ta là ngày của họ. Vậy ban ngày ở bên đó họ phát triển hệ thống, bắt đầu họ dùng sản phẩm là anh chị có tiền, thì đó có phải là câu chuyện tiền đẻ ra tiền ngay ở khi anh chị ngủ đúng không? Rất đúng. Nào rất đúng thì anh chị comment là rất đúng đi ạ. Rồi, thế thì anh chị phải comment là từ khóa tiếp theo đó chính là phải lên kim cương nha. Lên kim cương thì mới có được tiền ngay cả khi mình ngủ, đúng không ạ? Phải lên kim cương thì mới có tiền khi ngủ. Chứ còn không lên kim cương thì mình vẫn phải làm. Tuy nhiên là chiến lược lên kim cương ở đây nó rất là dễ các anh chị. Trên quan điểm của Hường thì nó rất là dễ. Nhưng mà nó không phải như câu chuyện ngày xưa là các anh chị bỏ nhiều tiền ra để ôm nhiều hàng thì có thể lên được kim cương, mà câu chuyện kim cương ở đây là câu chuyện đồng hành cùng với đồng đội. Câu chuyện kim cương ở đây là câu chuyện đồng hành cùng với đồng đội, bởi vì nó chỉ có bao nhiêu, 50 đô à, 1.250.000 đồng, và chúng ta chỉ bỏ có một lần duy nhất, nên là không có cái chuyện là thao túng tâm lý là bỏ nhiều tiền để ôm nhiều hàng nữa, mà là chúng ta phải có đồng đội đi cùng, đồng lòng với nhau thì lúc đấy chúng ta mới có thể lên kim cương được các anh chị ha. Khi chúng ta lên kim cương được rồi thì cái việc mà cộng đồng Việt Nam có phát triển được nữa hay không thì điều đấy không còn quan trọng quá lớn, bởi vì chúng ta nhận ra được giá trị rồi thì lúc đó tự động lan tỏa các anh chị ạ. Và quan trọng hơn hết là lên kim cương anh chị được đồng chia thứ nhất là 2% các sản phẩm, doanh thu của sản phẩm, tiếp theo là 2% cái phí tham gia tư cách thành viên một lần, tức là 40 đô đấy. Rồi tiếp theo là 2% phí gia hạn hàng tháng, 10 đô hàng tháng cũng được luôn. Tiếp theo là 2% phí gia hạn hàng năm anh chị cũng được luôn.
Tuyệt vời không các anh chị? Và hồi nãy bạn Đô có bạn Lân có chia sẻ với tất cả các anh chị đấy. Một người mà lên kim cương bây giờ thì mức thu nhập thấp nhất của họ đang rơi vào là 10.000 đô thụ động một tháng các anh chị. Và ông Tim Miller thì bây giờ ông đang thu nhập thụ động một tháng là gần 100.000 đô, tức là đâu đó gần 2 tỷ, hơn 2 tỷ thụ động một tháng các anh chị ạ. Tuyệt vời, hay vô cùng tuyệt vời. Vậy thì có xứng đáng để chúng ta chiến đấu không ạ? Có xứng đáng không anh chị? Xứng đáng để chúng ta chiến đấu thì anh chị hãy comment thật nhiều số 8 đi ạ. Comment thật nhiều số 8 ạ. À, rất nhiều người hỏi rằng là ai cũng chả muốn kiếm tiền ngay cả khi ngủ, nhưng mà cách thức kiếm tiền ngay cả khi ngủ đó là cái gì? Thì ngày hôm nay Hường chỉ trả lời thôi, đó chính là chiến lược. Anh chị cần phải có chiến lược. Còn khi anh chị lên kim cương rồi thì tiền anh chị không muốn nó cũng về thôi, bởi vì cả thế giới đang dùng sản phẩm. Anh chị không tin thì có thể gõ lên trên Facebook ấy, lên Facebook anh chị gõ chữ Like Good, anh chị sẽ ra cả đống các cái những người nước ngoài, các anh chị người nước ngoài người ta dùng sản phẩm kinh khủng khiếp luôn, dùng nhiều lắm các anh chị. Doanh thu công ty bây giờ thì nó không biết là bao nhiêu, nhưng mà đồng chia kim cương bây giờ là hôm bữa là 27 25.000 đô rồi đấy các anh chị. 25.000 đô cho cái đồng chia kim cương rồi đấy ạ. Rồi, tuyệt vời. Vậy thì ở đây chúng ta có một cái biểu đồ, đó chính là kim tứ đồ, đúng không ạ? Kim tứ đồ của ông Robert Kiyosaki. Và đây là một cái mô hình rất là nổi tiếng. Đầu tiên là chúng ta đang là một người ở bên góc tay tay trái màn hình, đó chính là một người làm thuê, là người bỏ thời gian công sức để kiếm ra tiền. Ví dụ như làm công nhân này, ví dụ như chúng ta đang đi làm công ăn lương ấy các anh chị ha. Rồi tại sao bạn Lân đang làm bạn quản lý quản trị nhân sự của một công tập đoàn của Hàn Quốc mà bạn vẫn ngồi đây để chia sẻ? Bởi vì đơn giản bạn nhận ra một cái bài học rằng là nếu như mình cứ suốt ngày bỏ thời gian và công sức của mình ra đổi lấy tiền thì một ngày nào đó sức khỏe của mình cũng hết, thời gian của mình cũng không còn. Thời gian không còn và sức khỏe cũng cạn kiệt. Rồi lúc đó tương lai của mình đến đâu, khi tháng nào thì sao tháng đấy. Đúng anh chị, lương công nhân bây giờ thường cho cao điểm ở một doanh nghiệp nước ngoài rơi vào khoảng tầm là 20 triệu. 20 triệu. Với Hường bây giờ 20 triệu thì không giải quyết được vấn đề các anh chị, 20 triệu bây giờ không giải quyết được vấn đề luôn. Mà bao giờ 20 triệu thì trừ tiền ăn tiêu, tiền nhà cửa, tiền con cái ra thì giỏi cho là một tháng dư được 5 triệu đấy. Là giỏi luôn ấy. Thế thì một năm anh chị dư được khoảng tầm là 60 triệu. 10 năm thì anh chị mới dư được 600 triệu, mà xây một cái nhà bây giờ khoảng tầm là 3 tỷ, anh chị phải làm 30 năm. Điều đó có nghĩa là mình cày bục mặt ra, sau đó thì đến 60 tuổi thì bắt đầu cái nhà đấy cho con mình ở, và bắt đầu mình không làm ra tiền nữa thì mình nhìn sắc mặt của con. Chuẩn không anh chị? À, thay vào đó thì anh chị chỉ cần tập trung 3 đến 5 tháng thôi, anh chị lên kim cương, anh chị có thu đầu nhập thụ động thấp nhất là 10.000 đô một tháng, tương ứng khoảng tầm là hơn 200 triệu. Vậy thì câu chuyện nó bắt đầu hay ho rồi đấy. Ok chưa các anh chị? Và anh chị có đủ khát khao mong muốn để tiếp tục đi vào cái hành trình trở thành chủ của một người kinh doanh hệ thống bên tay phải kim tứ đồ, là một người kinh doanh về nhượng quyền, về MLM, về làm chủ nhiều người làm việc cùng với mình và đẻ ra tiền chưa ạ? Nếu anh chị đã sẵn sàng thì comment là sẵn sàng sung sướng ạ. Sẵn sàng sung sướng, mình phải sung sướng cơ. Mình làm bất kể một cái gì mình cũng phải sung sướng thì mình mới cảm thấy rồi mình mới mãn nguyện, đúng không anh chị? Rồi à, thì Hường chém mà Hường nói thế thôi các anh chị, bởi vì là bản thân của Hường cũng trải qua đầy đủ bốn cái góc này. Ngày xưa Hường cũng đi làm công nhân may, đây bỏ thời gian công sức và kiếm ra tiền. Sau đó thì Hường chán ngán cái cuộc sống này, bắt đầu Hường về tự doanh, Hường bỏ tiền ra, sau đó thì Hường nhập hàng về Hường bán, và sau đó thì tự doanh chán rồi thì bắt đầu đi xây hệ thống, sau đó thì có tiền từ xây hệ thống bắt đầu đi đầu tư. Thế là đi đầu tư không có kiến thức, không có kỹ năng và gieo nhiều cái nhân không tốt về những cái lĩnh vực như là đầu tư trá hình, đầu tư trá hình các anh chị hiểu đơn giản là đầu tư trá hình đúng không ạ? Và thế là bị úp sọt, bay màu hết. Ngày hôm nay thì các con số chỉ còn ta và các con số và những đồng làn thôi, tất cả các con số đấy nó bị hạ xuống khoảng tầm là mấy nghìn lần. Thế cho nên là bây giờ nó mới trắng tay và cứ tưởng là sẽ bị quay về cái hành trình là không còn gì cả. May quá, Nay Gút đến đúng một lúc mà Hường khai ngộ được thân tâm trí của mình. Và Hường nguyện cả một cuộc đời này chỉ dành cho cái việc là cống hiến và phụng sự thôi các anh chị ha. Nhiều anh chị không tin đúng không? Ngồi họ nói như hát hay thế này mà ngày xưa làm công nhân không tin đúng không? Đây các anh chị, đây, 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 đây. Đây là Hường của ngày xưa thì không có máy ảnh chụp ảnh đẹp, cũng chẳng có điện thoại xịn. Một chiếc điện thoại của bác cho lên được một cái ảnh rất là mờ. Đó, anh chị nhìn thấy mấy cuộn chỉ may này không? Anh chị nào mà đi may thì biết, cuộn chỉ tơ đấy. Ngày xưa Hường đi may Hường vẫn nhớ, Hường rất giỏi may nhá. Hường có thể tự thiết kế và cắt may ra những bộ quần áo mà mình thích luôn đấy. À, ngày xưa Hường may mẫu được luôn các anh chị, làm may mẫu luôn, tự cắt được luôn, kỹ thuật ra dập luôn.
đó thì tự cắt tự may, mày bắt sổ căn size một kim giỏi, cái gì cũng biết đó. Thì ngày xưa Hường đi làm may giỏi chán, đi làm thuê thì bắt đầu về nhà mua máy may về nhà làm. Thì đây là ở nhà cũ của Hường ngày xưa. Rồi sau khi mà làm may xong thì cảm thấy là không đủ đam mê, các chị không đủ tiền chứ đam mê cái gì tập này, không có tiền để lo cho cuộc sống. Và thế là Hường bắt đầu đi tập tòi bán hàng online. Và cái sản phẩm đầu tiên Hường bán đó chính là mỹ phẩm Mocha. Đấy, các chị biết mỹ phẩm này không ạ? Hồi vào những năm 2015 thì mỹ phẩm này rất nổi tiếng, 2014, 2015 rất nổi tiếng luôn. Mocha và Prince White. Đó, mẫu mã rất đẹp nhỉ. Hồi đấy các bạn này, bạn ấy kiếm được rất nhiều tiền từ cái sản phẩm này. Bạn Mộc Hà, bạn tên là Mộc Hà và bạn ấy đặt tên là gọi là mỹ phẩm Mocha nhưng bạn tên là Mộc Hà. Đó, và đó thì là mỹ phẩm đầu tiên Hường lựa chọn để kinh doanh. Trước cái này là cái Prince White cơ, nhưng mà sau đó Hường bán được nhiều nhất là cái mỹ phẩm này. Thì cái hồi bán mỹ phẩm này các anh chị Hường có học được một cái trò bịp khách hàng rất giỏi. Đó chính là mình nhập nhiều đây hàng thôi. Nhưng mà Hường có thể biến ú hàng phát là thành khoảng tầm 7 8 cái thùng hàng rất là to. Thì sở dĩ là như vậy ấy, là bởi vì Hường đi nhét ở mua rất là nhiều cái thùng xốp các anh chị, thùng thùng cắt tông ấy. Sau đó thì Hường dán băng keo vào và Hường nốt xuống bên dưới là rất là nhiều giấy, rồi thì cái túm lum hết trơn ở bên dưới ấy. Và Hường để một mặt bên trên là hàng thôi. Và thế là chỉ có nhiêu đây hàng mà Hường biến thành đâu rất nhiều thùng hàng và Hường live stream liên tục. Và Hường nói là hôm nay hàng về nhiều lắm các anh chị ơi, lên đơn đi, lên đơn đi. Và thế là Hường đã bịp khách hàng thành công. Các anh chị ở đây có ai ngày xưa cũng bịp khách hàng giống như Hường không ạ? Hay là bây giờ cũng thế? Bây giờ Hường thấy đầy bạn cũng thế, suốt ngày chụp hình khoe đơn đi đơn đi, rồi hàng về hàng về, xe này xe kia. Hường ngày xưa là trùm làm mấy cái trò đấy các anh chị. À giờ đầy đúng rồi, bây giờ các bạn mới bắt đầu làm cái trò đấy. Hường làm từ năm 2014 2015 rồi các anh chị ạ. À. Và khi mà Hường nhận ra một cái điều rằng là cái nhân mình gieo các anh chị mà không đúng thì không có lý do gì. Mình gieo cái hạt táo mà mình đòi ăn, mình gieo cái hạt táo mà mình đòi ăn cái quả sầu riêng bao giờ, đúng anh chị? Mình gieo cái sự lừa dối khách hàng mà mình đòi gặt hái cái sự tử tế làm gì có. Và thế là câu chuyện nó diễn ra là như vậy. Thế nên là ngày hôm nay nếu như các anh chị mà đang làm một cái việc gì đó nó không có thật, những cái gì mà các anh chị đang nói mà nó không có thật thì các anh chị đừng nói, đúng không ạ? Các anh chị đừng nói là phải nói trước thì nó có sau nhé, không phải. Mình nói thì cũng được thôi, nhưng mà cái nhân, hãy chú ý đến cái việc nhân quả, đúng không ạ? Vì nó sẽ là những cái mấu chốt rất kinh khủng trên cái hành trình các anh chị đi. Thế thì sau khi mà bán mỹ phẩm xong, các anh chị thì bắt đầu đoạn tự doanh đây. Đấy, tự bỏ nghỉ bán, à nghỉ vay mặt thì bắt đầu là bỏ tiền ra nhập nhập đồng hồ thời trang về và bán đồng hồ. Đấy, ngày xưa bán đồng hồ đấy các anh chị đấy, đồng hồ thời trang TCT, Tâm Trí Tài. Thì nhập ra để bán đồng hồ. Và bán đồng hồ thì anh chị biết không, live stream từ sáng đến tối luôn. Việc của Hường là cứ live stream xong rồi xuống ngồi đóng hàng, đây đơn hàng đóng Viettel đến cung cấp luôn cả băng keo cho người đến đóng hàng cho mình luôn. Bán rất kinh các anh chị. Một tháng đang là một người công nhân, một tháng kiếm được khoảng tầm 10 triệu. Thì hồi đó có những ngày Hường kiếm được vài chục triệu từ cái việc mà live stream một ấy, live stream một mình ngồi live stream ấy, bán rất ác. À, thế thì từ cái việc bán hàng thời trang thì bắt đầu kiếm được rất là nhiều tiền. Sau khi mà kiếm được nhiều tiền xong thì mới nhận ra một cái việc, đó chính là cái họng của mình nó gần, thứ nhất là gần đi đời, thứ hai là rất là nhiều người khi mua sản phẩm của mình xong thì họ mới thấy được rằng là cái này dễ bán nhiều hơn nhờ. Thế là bắt đầu họ xin làm sỉ của mình các anh chị. Và thế là Hường bắt đầu quay trở về công việc là không không bán lẻ nữa mà bỏ sỉ. Và sau khi bỏ sỉ xong thì anh chị biết đấy, thời thế thay đổi, xu hướng thì luôn luôn phát triển, và Trung Quốc nó tràn ngập về Việt Nam. Lúc đó thì mình đâu có biết, mình cứ nghĩ là mình là một là duy nhất cơ. Ai ngờ đâu những cái người mà mình đào tạo họ bán được hàng, họ bán giỏi, mình đã không bán lẻ nữa thì mình mất khách. Và khi mình mất khách thì mình chuyển hết khách cho những người đại lý của mình. Và sau đó thì họ bán lẻ được thì bắt đầu họ đi nhập hàng của Trung Quốc các anh chị ạ. À. Và thế là Hường hết mối, hết nguồn làm ăn luôn. Thì lúc đấy Hường cứ tự trách mình là không biết mình sai ở đâu, tại sao người ta lại bỏ rơi mình, tại sao người ta lại thế này, người ta lại thế kia. Và sau này Hường mới biết được rằng là thì ra do mọi thứ thay đổi nhưng mình không chịu thay đổi. Và mình không chịu thay đổi thì mình lỗi thời, và mình lỗi thời thì mình chết. Các anh chị comment từ khóa đẹp phải thay đổi, không được lỗi thời, anh chị hãy comment từ khóa là phải thay đổi, phải thay đổi. Và thế là Hường thay đổi. Và ngay khi Hường thay đổi thì Hường đã chuyển đổi từ cái việc mà bán hàng một một sang trở thành cái nghề mà giống như đầu chương trình Hường kể cho anh chị nghe đấy, là ăn rồi chỉ nghĩ ra các khóa đào tạo như thế này đó, ngồi livestream đào tạo từ sáng đến tối, đào tạo đội nhóm, đào tạo hệ thống, và một cái tiêu chí duy nhất đó chính là ôm hàng. Các bạn phải nhập hàng thì các bạn mới có động lực để bán hàng, các bạn phải dùng hàng thì các bạn mới hiểu sản phẩm đó là cái gì, các bạn phải ôm nhiều hàng lên mới có động lực để tuyển sỉ. Các bạn muốn tuyển được người 100 triệu thì các bạn phải là một người ôm 200 triệu thì mới có lãi. Ôi rồi ôi, việc của Hường là chỉ nghĩ ra các khóa đào tạo thôi, các anh chị thấy kinh chưa đấy. Và Hường đào tạo nhiều lắm,
Nếu các anh chị không tin, anh chị có thể lên Facebook của Hường và anh chị tìm vào khoảng năm 2017, 2018 thì những video đào tạo như thế này thì bạc ngàn, các anh chị bạc ngàn. Một ngày Hường phải đào tạo khoảng tầm 7-8 ca, live stream đào tạo đến tận 2 giờ sáng cho đội leader luôn. 2017, 2018 thì Hường ngồi đào tạo như thế này này, nhiều lắm. Đó, thì sau đó thì sau khi mà đào tạo như thế này xong thì hệ thống nhân bản và Hường cũng có khá khá tiền. Và sau đó thì Hường đã tổ chức ra, Hường bắt đầu bước chân qua một lĩnh vực mới, đó chính trở thành một nhà đào tạo các anh chị, để một nhà đào tạo. Đó, thì để làm được một nhà đào tạo thì dĩ nhiên Hường cũng phải trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cũng như là cũng phải học tập, bỏ ra rất nhiều tiền để học tập phát triển bản thân. Sau đó thì Hường đã đào tạo lớp học đầu tiên, đó chính là về đọc vị khách hàng, đọc vị bất kỳ ai trong vòng 30 giây. Đó, thì đây là lớp học mà Hường đứng đây đào tạo rất nhiều, nhưng mà mình cũng không không có tiện show lên ở đây. Thế thì các anh chị biết không, cái quay trở lại câu chuyện đó chính là cái nhân bạn gieo như thế nào thì bạn sẽ gặt lại được cái quả giống y như thế. Thì khi Hường đi đào tạo cũng như là hồi Hường làm về hệ thống ấy, thực ra tất cả các lớp đào tạo này nó đều chuyển đổi về hệ thống hết đấy mà. Tất cả đều chuyển đổi về hệ thống hết. Và khi mà về hệ thống thì Hường có rất là nhiều tiền, và thế là Hường bắt đầu đi đầu tư ở góc thứ tư, kim tứ đồ, đó chính là đi đầu tư. Và sau đó thì Hường đi đầu tư các anh chị. Cái lĩnh vực đầu tiên Hường lựa chọn đầu tư đó chính là đầu tư vào cái thị trường một cái đồng token. Thực ra thì nó cũng không phải là coin đâu, nó chỉ là một cái đồng điểm thôi. Nói chung là điểm nhé, nó chưa phải là coin đâu. Bởi vì từ điểm số xong bắt đầu nó là đủ trò mới lên token, sau đó thì nó mới thành coin, đúng không anh chị? Và thế là cái điểm thặng dư nó quá nhiều, và vì cái sự thiếu hiểu biết của mình cũng như là cái hậu không tốt về cái lòng tham, cho nên là Hường đã mất tất cả, Hường đã mất tất cả. À đấy, khoe tiền. À, hồi nó kiếm được tiền thì suốt ngày khoe tiền. Ở đây có anh chị nào hay khoe tiền lên trang cá nhân không ạ? Lúc nào Hường cũng chụp đăng thế này này, nó cứ lâu lâu rút tiền mặt về bắt đầu là khoe chỗ này mấy tỷ đấy. Chỗ mà Hường bày, Hường rồi đếm đếm vào cái điện thoại này như là 4 5 tỷ gì ấy, Hường ngồi xếp đầy bàn đầy ghế luôn. Thế là lúc nào cũng khoe tiền các anh chị, ăn rồi khoe tiền thôi, và khoe tiền cho lắm vào thì cuối cùng là ngồi khóc. Cái lúc mà cái mặt Hường ngồi khóc này anh chị biết là lúc nào không? Chưa có khoe à? Cái lúc Hường ngồi khóc này là cái lúc mà một ngày Hường ước 100 lần được chết đấy các anh chị. Ước 100 lần được chết, và đi ra đường chỉ ước gì xe tông để cho cuộc đời này chấm dứt ở đây, cho bớt sự khổ đau thôi. Thì dĩ nhiên là mọi thứ nó đến cùng một lúc để cho bản thân của Hường phải khai ngộ. Và một là khai ngộ và hai là chết. Thế thì anh chị có biết là từ một cái người mà mình không có gì, sau đó mình trở thành một người có gì, mình rất tự hào, rất hãnh diện. Cái tôi của Hường nó lên đến đỉnh điểm luôn. Hường đi đến đâu Hường cũng trở thành niềm tự hào cho cha mẹ, trở thành niềm tự hào cho con cái, trở thành niềm tự hào cho những người mà họ mình truyền cảm hứng được cho họ trong hệ thống kinh doanh. À, vậy mà vào một ngày đẹp trời thì Hường không còn gì cả, tiền mất, sự nghiệp mất, gia đình cũng mất. Đến ngày hôm nay Hường sống độc thân các anh chị, tất cả mọi thứ trở về con số 0, và khiến cho mình không đối diện được với những cái gì mà mình đang phải trải qua trên cái hành trình cuộc đời của mình. Và thế là Hường đã ước gì mình được chết, chết để cho chấm dứt mọi sự khổ đau. Lúc nào cũng chỉ như vậy thôi. Và thế là mọi thứ nó đã đến với cuộc đời của Hường, bắt buộc Hường phải thay đổi. Và đây là cái hành trình mà đã khiến cho Hường thay đổi. Một cái sự nhân duyên đủ đầy. Trước đây thì Hường đi quy y theo Phật pháp từ năm 2010, Hường có pháp danh là Liên Hoa. Và từ 2010 thì Hường quy y theo cái pháp môn Tịnh độ, tức là mẹ Quan Âm ấy các anh chị. Tuy nhiên là Hường sau này Hường mới biết được rằng là thực ra nó không có đúng có sai, nhưng mà ở pháp môn đó thì không khiến cho mình có thể quay về quán chiếu bên trong được, mà toàn là đi mong cầu thôi các anh chị. Cầu trời cầu Phật phù độ trì vuốt ve che chở cho con có sức khỏe để con làm việc con kiếm tiền. Và sau khi kiếm tiền thì con cứ phù hộ cái này phù hộ cái kia các kiểu. Đó, thế thì khi mà Hường đi tu tập thì Hường mới nhận ra, khi mà Hường gặp biến cố rất lớn thì Hường mới nhận ra một cái bài học, đó chính là về nhân quả. Và cái nhân của chúng ta đó chính là hơi thở của mình, đó chính là sự sống của mình, đó chính là tâm trí của mình, chứ nó không phải là ở bên ngoài các anh chị, nó không phải là thứ gì ngoài mình cả. Khi mình mong cầu bất kỳ một cái điều gì ngoài mình, hoặc là mình gieo bất kỳ một cái hạt giống gì ở bên ngoài mình, thì mình sẽ gặt được rất nhiều những cái điều nó sẽ nằm ngoài mình. Vì vậy cho nên muốn có được sự hạnh phúc, muốn có được mọi sự đủ đầy từ bên trong thì mình sẽ phải đi vào gốc rễ. Vậy thì trên cái hành trình Hường đi vào gốc rễ, các anh chị Hường nhận ra một cái điều là trước đây quan điểm của Hường cũng như tất cả các anh chị mà Hường gặp thì họ đều nói rằng là sức khỏe là quan trọng nhất, sức khỏe là quan trọng nhất, và Hường cũng nghĩ nó là như thế.
Thế nên là mình chỉ cái việc là mình ăn uống đầy đủ, sau đó thì mình đi học phát triển bản thân, rồi sau đó thì mình xây dựng mối quan hệ, rồi xây dựng mối quan hệ xong thì mình đi kiếm tiền, sau đó kiếm tiền thì mình tạo dựng được sự nghiệp, có nhà lầu có xe hơi đó, rồi sau đó thì mình vui chơi giải trí, rồi sau đó mình mới đi chia sẻ, rồi sau đó mình mới hướng quay về để cầu trời khấn Phật tu tập tâm linh đó. Tuy nhiên là khi hành trình mọi thứ nó diễn ra theo đúng cái phép của nó phải là, thì mới nhận ra một điều, chúng ta cần phải đi đúng. Đi đúng ở đây có nghĩa là chúng ta phải đi đúng từ cái gốc của mình. Cái gốc của mình đó chính là bên trong, thì nó phải quay về cái tâm. Các anh chị ạ, quay về cái tâm. Vậy thì cái tâm mà Hường đi dạy người ta ôm hàng, cái tâm mà Hường dạy cho người ta đầu tư đi nhiều lên để sinh lãi, cái tâm tham đó nó đã làm cho cái linh khởi, cái linh ứng. Tâm linh không phải là mê tín, tâm có nghĩa là cái tâm của mình nghĩ cái gì, và cái linh ở đây tức là cái linh ứng đó. Vậy thì cái tâm của mình trước đây nó vướng vào tâm tham tiền, tham kiếm nhiều tiền mà quên đi gốc rễ, cho nên là cái linh ứng thì nó trả lại cho mình, đơn giản chỉ là như vậy. Và ngày hôm nay thì khi mà đi tu tập thì nhận ra một điều là khi mình khai ngộ được thân tâm trí của mình xong, mình hiểu được thế nào gọi là tỉnh thức, thế nào gọi là hạnh phúc toàn phần, thì lúc đó mình sẽ đi chia sẻ tất cả những cái điều mình nhận, mình hiểu, mình ngộ ra để giúp cho mọi người có thể có một cuộc sống hạnh phúc. Thì hạnh phúc ở đây anh chị ạ, giải trí nó không phải là, nó không phải là ca hát hay là đàn, mà giải trí ở đây là cái hành trình mình đi, nó phải là hành trình hạnh phúc. Kiếm tiền cũng phải là hạnh phúc, làm việc cũng phải là hạnh phúc, thì lúc đó chúng ta mới tạo dựng được một sự nghiệp bền vững. Thì lúc này tài chính nó sẽ theo anh chị nó về, mối quan hệ chất lượng sẽ theo anh chị nó về, và lúc này thì cái phát triển bản thân nó sẽ đi theo cái tâm khởi và linh ứng các anh chị ạ. Và lúc này thì sức khỏe, dĩ nhiên ngay khi cái tâm của anh chị hướng về cái điều gì, ví dụ tâm của anh chị đang hướng về một cái doanh nghiệp mà họ có sức khỏe, sản phẩm được cam kết về chất lượng rồi, vậy thì việc còn lại của chúng ta là mình tin tưởng, mình tìm hiểu, mình tin tưởng, thì mình sẽ chia sẻ, mình làm việc bằng một cái tâm thái hạnh phúc chứ không mong cầu. Thì lúc này mọi thứ của chúng ta nó sẽ đi theo đúng cái quy trình, cái quy luật của nó, và bánh xe cuộc đời nó sẽ được tròn trịa các anh chị ha. Vậy thì các anh chị đã nhìn ra câu chuyện của mình chưa ạ? Các anh chị ở đây có ai nhìn ra câu chuyện của mình không? Các anh chị đã từng bán hàng thời trang chưa? Các anh chị đã từng làm công nhân không? Hay các anh chị đang ôm hàng, bán hàng rất là nhiều để phá giá, để chèo kéo hệ thống gãy rồi? Hay các anh chị đã từng làm những nhà sản xuất hay những người đầu tư tài chính, các anh chị có không ạ? Hường đã từng trải qua tất cả những cái hành trình đó để ngày hôm nay mình biết được rằng là mình cần phải thay đổi. Và biết mình thay đổi thôi thì cũng chưa đủ đâu các anh chị, mình cần phải quyết tâm, mình cần phải quyết tâm để lên kim cương. Bởi vì khi anh chị lên kim cương thì không những anh chị có tiền mà anh chị còn có cuộc sống hạnh phúc đủ đầy thật sự, và anh chị giúp được cho rất nhiều người các anh chị ha, giúp được cho rất nhiều người. Ở một công thức thành công thì nó có 3 cái phần, số 1 đó chính là sản phẩm, số 2 đó chính là con người, và số 3 đó chính là tư duy. Rất nhiều người hỏi rằng là ô thế cái cơ hội là cái gì, nó là cái gì, sản phẩm nó ra làm sao. Xin thưa với tất cả các anh chị, nó là cái gì, sản phẩm nó ra làm sao thì nó chỉ chiếm 10% thôi. Dĩ nhiên là nó vẫn rất quan trọng các anh chị ạ. Còn là quan trọng thế nào thì hồi nãy bạn Lân có chia sẻ với tất cả các anh chị rồi. Tuy nhiên là nó chỉ chiếm có 10% thôi ạ. Con người có nghĩa là chính mình, con người có nghĩa là đội nhóm đồng hành cùng với mình đó, đội nhóm đồng hành cùng với mình, môi trường mà mình tham gia ha. Và cuối cùng 80% nó sẽ chiếm ở cái phần tư duy đúng. Tư duy đúng các anh chị ạ, tư duy đúng. Thay vì là anh chị biết là Hường làm bắt đầu cái bước chân vào kinh doanh từ năm là 2013. 2013 đến năm 2021. 2021, 2022. 2021 là Hường có tất cả, 2020 là có tất cả, 2021 là bắt đầu đi xuống này. Là anh chị biết không? Mình xây dựng trong vòng 8 năm và mất trong vòng 3 tháng. Xây dựng 8 năm mà mất trong vòng 3 tháng. Vậy thì cuộc đời của chúng ta nếu như không có tư duy đúng, không biết lựa chọn cách thức kinh doanh đúng, thì mình cũng cứ xây xong rồi lại gãy, xây xong rồi lại gãy, xây xong rồi lại gãy, và cả cuộc đời nó cứ lưng ngụp lặn giống y như vậy các anh chị ạ. Thế thì thôi đừng tham nữa, đúng không ạ? Đừng tham đầu tư, đừng tham trả lãi, đừng tham cái việc gì mà không làm mà có ăn. Bởi vì tất cả những cái đấy bằng cách này hay cách khác các anh chị sẽ mất đi rất nhanh, mất đi rất nhanh các anh chị. Anh chị có thấy rằng là thời điểm gần đây cháy nhiều không các anh chị? Cháy nhiều không? Các anh chị nói là ô tại sao vô tội mà vẫn bị chết cháy nhỉ? Đúng không ạ? Rồi, cháy nhiều không? Ở Hawaii là cái nơi đầu tiên khởi xướng đúng chưa các anh chị? Thành phố đẹp, siêu đẹp, trên đẹp nhất thế giới, thành phố biển Hawaii. Rồi, sau đó thì đến Australia. Rồi đến Canada, rồi đến
cái gì nhỉ, Thái Lan nhỉ, chợ nổi Thái Lan đúng không anh chị, một khu chợ nổi, một khu du lịch rất nổi tiếng của Thái Lan, rồi rất nhiều các nơi diễn ra cháy, các tòa nhà cao tầng của Đài Loan, rồi của Việt Nam mình gần đây nhất cũng bị cháy một tòa nhà mà thiệt hại số người rất là lớn, kỷ lục trong vòng mười mấy năm, mấy chục năm mới có. Thế thì đó là lý do tại sao mà mình muốn nhắc lại một từ khóa, đó chính là nhân quả, đúng không ạ? Nhân quả. Thời điểm này là một cái thời điểm mà chúng ta đang bị sàng lọc rất là mạnh mẽ luôn. Có thể trước đây các anh chị làm một cái việc gì đó nó không đúng, có thể là 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, một đời, hai đời thì mới bị chứng thực cái điều này. Nhưng bây giờ thì rất rất nhanh, bởi vì cái nghiệp lực bây giờ nó sẽ dẫn và nó sẽ chiêu cảm các anh chị ạ. Nghiệp cá nhân thì không bằng nghiệp của, nghiệp cá nhân thì không bằng nghiệp của gia đình, nghiệp của gia đình thì không bằng nghiệp của xã phường, nghiệp của xã phường thì không bằng nghiệp của thành phố, và nghiệp của thành phố, quốc tỉnh thì không bằng nghiệp của quốc gia. Cho nên muốn cho quốc gia của chúng ta hùng mạnh, muốn cho quốc gia của chúng ta trở lên tuyệt vời thì chúng ta cần phải làm sao cùng với nhau để cộng nghiệp lành các anh chị ạ, cộng nghiệp lành. Thế thì một lát mình sẽ nói cho chị nghe là tại sao phải cộng nghiệp lành các anh chị ha. À, và khi làm Live Group thì cộng nghiệp lành là như thế nào? À, vậy thì trên cái hành trình mà Hường đi tu tập các anh chị, thì khi Hường đi tu tập xong thì Hường đã nghĩ ra một cái, cũng không phải là Hường nghĩ ra đâu, Hường nghĩ là chắc là bề trên dọi xuống cho Hường, chứ chẳng có lý do gì tự nhiên lại nghĩ ra được cái biểu tượng này, cũng lạ lắm, nó lạ lắm các anh chị. Hường chỉ nguyện thôi, và tự nhiên Hường trong đầu của Hường lại nghĩ ra cái logo này, chứ cũng chẳng ai nghĩ hộ Hường được cả, vì lúc đấy mình đã không còn khái niệm là sẽ quay về làm hệ thống cả, hệ thống. Cái KTP các anh chị là ba từ khóa viết tắt của khởi tâm phúc, chữ K, chữ T và chữ P. Tự nhiên khi mà nghiên cứu sâu về thần số học thì mới lại biết luôn là chữ KTP này thì cộng lại nó lại ra cái âm hưởng năng lượng của con số 11, là con số của lãnh đạo cộng đồng. Đó. Và cái chữ KTP này các anh chị, nó là khởi tâm phúc và nó mới mang một cái sứ mệnh, đó chính là giúp nâng đỡ chuyển hóa tất cả các thành viên có thể kinh doanh tỉnh thức. Tại vì cái lúc đó khi mà Hường đi tu tập về thì cái phát nguyện ở bên trong thân tâm trí của Hường đó chính là mình sẽ, thay vì là lúc đó mình không biết đến á, thì mình đã tự tử và mình đã chết rồi, coi như cuộc đời đấy của mình đã bỏ đi rồi đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ dành cái phần đời còn lại của mình để mình sẽ đi gieo duyên, và mình sẽ khởi bất kỳ một cái việc gì mình làm ra mình cũng sẽ khởi từ tâm và sẽ tạo phúc cho đời. Đó là cái nguyện của Hường, bởi vì Hường được sống lại là nhờ cái điều này, cho nên là Hường đã nguyện cả cuộc đời của mình sẽ làm bất kể một cái gì nó cũng sẽ khởi lên từ tâm và sẽ tạo phúc cho đời đó. Và đến khi mà Hường bước chân trở lại và làm công việc, công việc hệ thống này thì Hường mới nghiệm lại, ô sao tại sao lúc đấy nó lại có một cái sự dẫn nó hay như vậy. Anh chị sẽ nhìn thấy cái biểu tượng của một bàn tay lâng lên một cái đóa sen, đúng không ạ, logo ấy, và cái đóa sen này nó lại vòng một cái đường lụ xuống bên dưới tiếp. Thì cái đường này các anh chị biết nó ý nghĩa là gì không ạ? Hoa sen thì là biểu tượng của quốc hoa, hoa sen được nhiều người được xem là quốc hoa, đúng không anh chị, và cũng là tượng trưng của Phật giáo. Và cái hình ảnh mà Đức Phật mô tả ngồi trên cái tòa sen, trên cái tư thế mà liên hoa tọa ấy, các anh chị, đó là tư thế hoa sen ấy, thì có nghĩa rằng là hoa sen nó là biểu tượng của một sự thuần khiết, của một sự trong sáng. Và tất cả chúng ta, linh hồn của chúng ta đều là những linh hồn thuần khiết và trong sáng hết. Tuy nhiên là bởi vì cuộc sống của chúng ta nhiễm ô, bởi vì quá nhiều những cái thứ trong cuộc sống này nó bị tạp vào, dẫn cho chúng ta bị, trong lúc vô minh chúng ta bị vấy đục và chúng ta đã bị lầm đường lạc bước các anh chị ạ. Thế thì cái hành trình mà Hường cũng như là cộng đồng VTP đang rất là mong muốn được gieo hạt, tìm ra những cái người đồng hành cùng với mình trên cái hành trình để chúng ta có thể cùng với nhau nâng đỡ, để chuyển hóa được những cái linh hồn của chúng ta trở thành những linh hồn phiên bản tuyệt vời, và cùng với nhau lan tỏa để cộng nghiệp tốt các anh chị ạ, để chúng ta có thể làm sao cứu vớt được cho chính mình này, gia đình mình này, xã hội này, và quan trọng hơn hết là đất nước của chúng ta. À, các anh chị mà biết nhiều về tâm linh, các chị sẽ biết rằng là Việt Nam của chúng ta sẽ trở thành một cường quốc, sẽ trở thành một cường quốc. Vậy thì để có thể trở thành cường quốc không phải là cứ nói là được đâu các anh chị, chúng ta cần phải cộng hưởng với nhau đấy. Vậy thì mỗi một cá nhân hạnh phúc, mỗi một gia đình hạnh phúc thì sẽ là những người cộng được cái trường năng lượng rất cao cho cái đất nước của chúng ta các anh chị ha, gia đình nói riêng và đất nước nói chung. Quyền năng lựa chọn lớn nhất của chúng ta, quyền năng lớn nhất của con người đó chính là quyền năng của sự lựa chọn. Và quan trọng là các anh chị có muốn lựa chọn để đồng hành cùng với cộng đồng KTP hay không, hay là các anh chị muốn lam man thêm một thời gian nữa rồi sau đó mình suy nghĩ, thì cái đấy là tùy tất cả các anh chị, được chưa ạ? Hường chỉ biết nói rằng là cái sứ mệnh của Hường cũng như là cộng đồng KTP đó chính là giúp đỡ tất cả các anh chị có thể chuyển hướng và trở thành những phiên bản tuyệt vời nhất. Và quay trở lại câu chuyện, đó chính là khi các anh chị đồng hành cùng với cộng đồng KTP để phát triển cái dự án Live Good thì cái mức thu nhập của tất cả các anh chị sẽ đạt được nó là cái gì? Hồi nãy anh chị được nghe đến 6 loại hoa hồng đúng chưa ạ?
Và Hường đang nói đến cái loại hoa hồng to nhất, nhiều nhất, đó chính là hoa hồng đồng chia kim cương trên toàn thế giới, đúng không anh chị? Tuy nhiên là cái con số đồng chia thì mình không thể làm mà cộng trừ nhân chia được, bởi vì nó sẽ dựa trên cái doanh số của toàn thế giới, nên là mình không có được con số cụ thể chi tiết. Bây giờ tôi sẽ cho anh chị xem một con số cụ thể chi tiết khi anh chị bước chân vào làm, và đây nó chỉ dựa trên một loại hoa hồng duy nhất, đó chính là hoa hồng nhanh, tức là loại hoa hồng đầu tiên mà bạn Lân vừa mới chia sẻ với tất cả các anh chị. Trên màn hình anh chị đang nhìn đó chính là cái một trong cái phần slide mà Hường đào tạo chia sẻ cho đội nhóm của KTP cách thức làm thế nào để có thể chiến, làm thế nào để có thể lên kim cương trong vòng 3 tháng, được chưa ạ? Hường có quy trình, các anh chị ạ, tất cả đều có quy trình để làm việc hết. Thì ở đây cái tháng đầu tiên, ngay ngày hôm nay khi anh chị tham gia, thì anh chị sẽ được xếp vào trong cái sơ đồ ma trận. Trong vòng 1 tuần, nếu như anh chị áp dụng, anh chị học, anh chị hiểu, anh chị có niềm tin, anh chị áp dụng vào cái quy trình của cộng đồng KTP mà anh chị chưa làm gì, chưa đụng gì, anh chị không thích, sẽ được hoàn tiền 100% các anh chị ha. Để đảm bảo với anh chị một cái điều là với sản phẩm của Live Group thì tất cả các sản phẩm được cam kết 90 ngày. Còn cái vị trí ngày hôm nay anh chị giữ thì anh chị được cam kết trong vòng 1 tuần. Được chưa ạ? Trong vòng 1 tuần. Rồi, thế thì trong vòng 1 tuần này anh chị sẽ nhận được, anh chị sẽ có cơ hội làm việc, sẽ có cơ hội để học tập cùng với cái những cái chiến lược mà cộng đồng KTP đưa ra, những cái quy trình mà cộng đồng KTP hỗ trợ giúp đỡ kèm cặp tất cả các anh chị. Và sau 1 tuần học này xong anh chị quyết định thì anh chị hoặc là anh chị làm luôn, hoặc là anh chị suy nghĩ tùy nhá. Có những người thì vào hôm trước hôm sau đã xong luôn 5 ID rồi, nhưng mà Hường cứ cho là anh chị sẽ học 1 tuần đi, và đến tuần thứ hai thì anh chị mới bắt đầu ứng tất cả các cái công cụ và cái quy trình mà cộng đồng KTP Hoàng Hường đào tạo tất cả các anh chị để sử dụng 1 tuần đó để ra được 5 người. Tức là mình sẽ chia sẻ với 5 người. Vậy thì khi anh chị chia sẻ 5 người, anh chị sẽ có hoa hồng nhanh, đó chính là 5 người F1 của anh chị sẽ nhận được 50% tương ứng với thu nhập là 3 triệu đồng. Và mở ngoặc ở đây là dùng chiến lược, Hường có chiến lược, các anh chị có chiến lược hết, cụ thể từng chữ, Hường soạn từng chữ luôn các anh chị, không cần anh chị phải nghĩ, đúng không ạ? Rồi, sau 2 tuần thì anh chị có thu nhập 3 triệu, đúng chưa? Vậy cái 2 tuần tiếp theo anh chị làm cái gì? 2 tuần tiếp theo anh chị không tuyển nữa mà anh chị kèm luôn 5 người này, để cái một cái tuần tiếp theo, tức là tuần thứ ba thì kèm 5 người này học, và cái tuần thứ tư là kèm 5 người này, hỗ trợ 5 người này để họ mỗi một người ra 5 người. Thì lúc này team của anh chị sẽ có 25 người F2. 25 người F2 thì sẽ nhận được 10% của hoa hồng nhanh. 25 nhân với 10% là 120 ngàn đồng, sẽ bằng 3 triệu. Vậy thì thu nhập tháng đầu tiên của anh chị chỉ có 6 triệu đồng thôi ạ. Chỉ có 6 triệu đồng. Tuy nhiên là đến tháng thứ hai, anh chị nhìn đi ạ, tháng thứ hai vẫn là công thức đó, vẫn là công thức đó. Việc của anh chị là bám sát, chuyển giao và bám sát, chuyển giao và bám sát từng câu từng chữ mà Hường đã đưa sẵn ở trong quy trình. 6 tuần này thì 25 người này, mỗi một người gì ạ? Ra 5 người. Chứ không phải anh chị đi tuyển nhá, anh chị chỉ cần bám sát và đào tạo, bám sát và đào tạo thôi. 25 người này, mỗi một người ra 5 người thì lúc này chúng ta chỉ tính là hoa hồng nhanh của F3, đó chính là 5%. 5% tương ứng là 60.000 đồng trên một người. 125 người nhân với 60.000 đồng nó sẽ thành là 7 triệu rưỡi, được chưa ạ? Và 2 tuần tiếp theo thì lại là câu chuyện bám sát 125 người này. Lúc này không phải là anh chị bám sát nữa mà là F1, F2, F3, F1, F2 bám sát F3, đúng không ạ? Thì lúc này 125 người này nhân với 5 nó sẽ ra 625 người. Và F4 anh chị vẫn nhận được 5% của hoa hồng nhanh, tương ứng 625 nhân 60 bằng 37 triệu 500. Và tháng thứ hai thu nhập của anh chị đã bằng 45 triệu, gấp đôi thu nhập của speaker Đăng Lân chưa hả? Đăng Lân ơi, được chưa? Nếu các anh chị làm chuẩn công thức này thì không có lý do gì mà thu nhập của các anh chị thấp hơn cả, bởi vì anh chị đâu phải đi tuyển đâu các anh chị. Cộng đồng KTP liên tục ra các chương trình như thế này, 1 tuần 4 buổi, 2 buổi gieo hạt và 2 buổi chia sẻ cơ hội, đúng không ạ? 2 buổi gieo hạt về TikTok này, hay là về hình ảnh này, hay là về video này, hay là về thần số học này, gieo hạt miễn phí 100% cho cộng đồng để tạo thêm giá trị, giúp người khác yêu quý mình hơn. Và sau đó thì sẽ có 2 buổi để chia sẻ về cơ hội Live Group để đồng hành cùng với nhau. Vậy thì việc của anh chị là sử dụng đúng công cụ thôi, đúng quy trình thôi, đúng câu từ mà Hường đưa ra thôi, và sau đó các anh chị chia sẻ bạn bè của mình vào Zoom để tìm cái người mà muốn cùng giống như mình bước chân trên cái hành trình này. Bởi vì chúng tôi làm thật, nói được, làm được, chứ không phải là những người mà chỉ cua môi múa mép và không có quy trình các anh chị ha.
Vậy thì anh chị nhìn y công thức này, đến tháng thứ ba của tất cả các anh chị, 625 người này tiếp tục 2 tuần tiếp theo, mỗi một người ra 5 người. Hoa hồng nhanh của F5 thì chỉ có 3% thôi, tương ứng 36.000 đồng trên một người, rất ít đúng không? Nhưng mà chúng ta có 3.125 người nhân với 36.000 đồng, anh chị sẽ ra được 112 triệu 500 cho 2 tuần tiếp theo. Và câu chuyện tiếp theo của 2 tuần, của tuần thứ 12, đó chính là bao nhiêu ạ? 15.000 người. Và lúc này F6 thì được có 2%. Tuy nhiên là anh chị sẽ có nhân với cái số tiền bao nhiêu ạ? 24.000 đồng cho 15.000 người, 15.625 người. Anh chị sẽ có được cái số tiền của tháng thứ 3 là 487 triệu. Đây mới chỉ là hoa hồng nha. Được hay tất được các anh chị? Được không? Đây là một con số cụ thể anh chị có thể nhân được các anh chị ha. Và cái cam kết của Hường cũng như là cộng đồng KTP như sau. Số 1 là trong vòng 1 tuần anh chị vào, anh chị học, anh chị nghe, anh chị gia tăng niềm tin. Anh chị không thích hoàn tiền. Bởi vì cái hoàn tiền này là Live Good họ cam kết, các anh chị Live Good họ cam kết. Anh chị chỉ cần viết một cái mail thôi, họ sẽ hoàn tiền về cho các anh chị 100%, không thiếu một đồng. Được chưa ạ? Rồi, thế thì rủi ro bằng không cho cái cơ hội thử cùng với cộng đồng Live Good, à cùng với cộng đồng KTP. Tuy nhiên là nếu như chỉ là Live Good thì lại là đơn giản và dễ dàng quá đúng không các anh chị? Bây giờ thì Hường sẽ đưa ra quà tặng, và bao nhiêu số tất cả các anh chị mong muốn nhận thật nhiều quà tặng của cộng đồng KTP thì hãy comment số 1 ạ. Hãy comment số 1 ạ. Ở ngoài kia thì cũng có thể họ sẽ có chiến lược đấy, nhưng mà họ sẽ không có quà giống như cộng đồng KTP đâu các anh chị. Cộng đồng KTP ngày hôm nay với Hường là một người thành lập ra cho, và có rất nhiều các anh chị phụng sự vô cùng tuyệt vời. Chúng tôi cộng lực lại với nhau để trao đi giá trị 100% với cái sự cam kết tuyệt đối. Nếu như với công thức này và các anh chị đi chuẩn giống y như vậy, anh chị sẽ nhìn thấy cuộc đời của chị nở hoa chưa ạ? Để bao nhiêu năm làm công nhân anh chị mới có được mức thu nhập thế này? Anh chị hãy nhìn đi, Hường cũng là một người công nhân. Hường không hơn các anh chị đâu, Hường là một đứa không có học đâu các anh chị. Ngày xưa Hường học chưa hết lớp 7. Hường còn nhớ cái ngày mà Hường rời khỏi quê hương của Hường luôn, ngày 26 tháng 11 âm lịch, còn 1 tháng là Tết ấy, và Hường ăn Tết ở Sài Gòn. Năm đầu tiên Hường ăn Tết ở Sài Gòn, anh chị biết Hường ăn Tết như thế nào không? Hường đi theo mẹ và đi làm phụ hồ. Và đi làm phụ hồ thì lúc đấy con của cái bác mà làm phụ hồ cùng với mẹ Hường ấy, cái bạn đấy là bạn con trai, bạn ấy rất là khinh Hường luôn các anh chị. Mà bạn ấy nói Hường là đứa ăn mày, bạn ấy nói Hường là đứa ăn mày đi làm phụ hồ. Thế là cái chỗ mà Hường ở nhờ cái ngày mùng 1 Tết đó thì người ta cho mẹ con Hường một cái bánh chưng. Mà các anh chị biết Hường khổ đến cái độ là mình đến nơi ăn thì mình không dám ăn, ở nhà người ta ăn thì mình xấu hổ. Thế là hai mẹ con phải lấy cái bánh chưng đó đi dọc đường, mà mẹ cắn miếng, con cắn miếng, sau đó cuộn lại và giấu ở trong cái bờ rào ấy các anh chị, giấu ở trong bờ rào. Và đến lúc về thì tối đi làm, mẹ đi phụ hồ về xong bắt đầu hai mẹ con lại moi ra ăn. Đó là cái Tết đầu tiên của Hường ở Sài Gòn, rất là khổ như vậy đấy các anh chị. Nên là Hường không có sung sướng đâu, cũng chẳng được ngậm thìa vàng để có thể trở thành những phiên bản tuyệt vời và bảo là mày giỏi mày làm được đâu các anh chị. Cuộc đời của Hường nó trải qua vô vàn cái lâm ly bi đát lắm đó. Thế thì Hường làm được, Hường tin là anh chị cũng làm được đúng không? Chắc chắn anh chị làm được, quan trọng là anh chị có muốn hay không. Thật sự đó là điều thật sự. Vậy thì cái sự cam kết nó rất là nhiều. Đây là quy trình các anh chị, đây là bộ quy trình mà Hường cũng như là đội phụng sự KTP dành tặng cho tất cả các anh chị. À, ngày hôm nay thì nó được up lên thêm nhiều lắm rồi, nó nhiều lắm các anh chị, nó nhiều lắm. Thế thì quan trọng là các anh chị có muốn hay không thôi. Có những điều nó rất đơn giản, nó rất dễ dàng. Bài toán của hệ thống đó chính là càng dễ càng được, càng dễ thì càng dễ nhân bản. Chỉ cần dễ và lặp đi lặp lại, dễ và lặp đi lặp lại thôi. Thì để những cái điều này để trở thành tuyệt vời, chúng ta cần phải có gì ạ? Quy trình các anh chị ha. À, để tránh cái trường hợp là mỗi người nói mỗi kiểu, làm sao mà nhân bản được đúng không anh chị? Đó, và đây là quà, quà nhá. Đầu tiên đó chính là một bộ quy trình chuyên sâu dành cho người mới kinh doanh. Anh chị có thể sử dụng quy trình này vào bất cứ lĩnh vực vực nào mà anh chị muốn, đúng không ạ? Và sau đó là các khóa đào tạo được liên tục diễn ra. Ngày mùng 2, mùng 3, mới ngày thứ 2, thứ 3 vừa rồi ấy, thì vừa diễn ra một khóa đào tạo, đó chính là làm kênh TikTok thu hút xây dựng nhân hiệu triệu đô. Bán bất kỳ thứ gì mà các anh chị muốn. Cộng đồng KTP thì mới học xong cái khóa đấy, anh chị vào sau thì có thể xem lại. Và tới đây qua đầu tháng 10 thì lại có tiếp tục một khóa nữa các anh chị ha. À, anh chị được học cái khóa học làm video bằng công nghệ AI. Đó, tất cả những cái thứ gì của công nghệ thì cộng đồng KTP đều hỗ trợ tất cả các anh chị. Các khóa đào tạo về làm hình ảnh chuyên nghiệp, khóa đào tạo bán hàng trên các trang sàn thương mại điện tử, khóa đào tạo về bán hàng,
Rồi, ngoài ra thì các anh chị sẽ được là tặng một cái bộ công cụ phát triển mạng lưới đa quốc gia, đó chính là Live Good đấy các anh chị, để chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau trên cái chặng đường dài. Rồi, một khóa đào tạo về thần số học chuyên sâu 3 buổi vào ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4 tháng 10. Tức là hôm nay là ngày hai mấy rồi anh chị, qua qua đầu tuần tới là chúng ta bắt đầu học cái khóa chuyên sâu về thần số học các anh chị ha. Ở ngoài kia để được học khóa chuyên sâu này các anh chị phải bỏ vào ít nhất khoảng tầm là 20 triệu để các anh chị có thể được học chuyên sâu các anh chị ha. Và ở đây chúng tôi đào tạo miễn phí 100% ạ, đào tạo miễn phí 100% với một cái tâm thái duy nhất, đó chính là mong muốn cho đi trao đi giá trị thật nhiều để các anh chị có thể nâng cao giá trị bản thân của tất cả các anh chị trên cái hành trình kinh doanh của tất cả các anh chị ha. Rồi sau khi mà đào tạo về thần số học chuyên sâu xong thì cho luôn cả các anh chị công cụ luôn, cho cần câu thì cho luôn cả con cá, để các anh chị chỉ cần làm sao ạ, nghĩ cách đi tìm cái hồ để câu thôi. Việc của anh chị là đi tìm hồ thôi. À không, ngay cả cái hồ ở đâu thì trong quy trình cũng dạy luôn rồi các anh chị, hồ ở đâu có cá Hường dạy luôn. Đó, thế thì cần có, mồi có, hồ có, việc còn lại là anh chị có chịu ngồi để câu hay không thôi, được chưa ạ? Quan trọng là anh chị phải ngồi câu, chứ bây giờ Hường mà đi câu hộ thì còn gì nữa, đúng không anh chị? Đây nhá, cần nhá, cần này, đấy. Cần là đào tạo chuyên sâu về thần số học, đào tạo về TikTok. Mồi đó chính là thần 50 bản thần số học chuyên full chỉ số. 50 bản này ở ngoài kia anh chị đi mua ít nhất là khoảng tầm là 50, à 25 triệu các anh chị ạ. À, ít nhất là 25 triệu là giá mua là gốc. Còn anh chị đi ra ngoài mà anh chị mua một bản thần số học thì ít nhất là 2 triệu các anh chị, 2 triệu một bản. Thì 50 bản này tương ứng khoảng tầm là 100 triệu. Anh chị không tin cứ đi dò giá nhá, vừa không nói xạo đâu, anh chị cứ đi dò thoải mái luôn. Và tuyệt vời là tất cả số này đều là quà tặng, đều là quà tặng của cộng đồng KTP dành cho tất cả các anh chị, trị giá 140 triệu 200 các anh chị ạ. À, trị giá 140 triệu 200, tuyệt vời hay vô cùng tuyệt vời ạ. Tuyệt vời hay vô cùng tuyệt vời các anh chị. Rồi, và ngày hôm nay để đồng hành với cộng đồng KTP chỉ với một lần duy nhất, đó chính là 1 triệu 250 ngàn. Anh chị sẽ nhận được tổng quà tặng trị giá là 140 triệu 200. Và trên màn hình anh chị đang nhìn đó chính là cái số tài khoản mà Hường đã để anh chị. Thế này nhá, ngày hôm nay trong cộng đồng KTP thì có rất nhiều người có thể cốt được thần số học cho tất cả các anh chị. Tuy nhiên là ngay ngày hôm nay, ngay lúc này, chỉ cần anh chị chuyển khoản thôi thì Hường sẽ nhận 5 người đầu tiên chuyển khoản, Hường sẽ nhận cốt 11 về thần số học cho các bạn đấy, được chưa ạ? Hường sẽ nhận cốt 11 về thần số học cho các bạn đấy luôn. Và ngay khi anh chị chuyển khoản xong thì anh chị vui lòng chụp màn hình lại, gửi cho cái người mà chia sẻ cơ hội này đến cho tất cả các anh chị. Và sau đó thì hãy nói người đó rằng là thêm anh chị vào nhóm để điền vào cái form nhận bảng thần số học chuyên sâu và sẽ nhận được lịch cốt sớm nhất có thể để chúng ta sẽ làm việc với nhau. Và các anh chị lưu ý này, ở ngoài kia để anh chị có thể mua một bản thần số học và để được cốt 11 thì giá rẻ nhất nó phải rơi vào khoảng tầm là 3 triệu. Phải là 3 triệu các anh chị ơi. Còn ở đây anh chị với 1 triệu 250, anh chị nhận nhận một bản cốt riêng 11 rồi, mà anh chị còn nhận thêm vô vàn những cái giá trị đi kèm cùng với cộng đồng VTP, sẽ tự được học, tự được trải nghiệm và có rất nhiều những cái quà tặng đi kèm trị giá 140 triệu 200 trên cái hành trình đồng hành cùng với cộng đồng KTP. Chúng tôi thì cũng chẳng phải tìm người kinh doanh cùng đâu các anh chị, mà là rất mong muốn chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau trên cái hành trình gieo hạt để có thể cùng với nhau làm nên những điều tử tế tốt đẹp cho đời. Không bán hàng, không bán thần số học, chúng ta chỉ dành ra để tặng thôi các anh chị ạ, chỉ tặng tặng hết luôn, đúng không anh chị? Được hay rất được. Vậy thì đó là những cái gì mà Hường mong muốn chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay, và biết ơn cả nhà rất là nhiều vì đã nghe Hường chia sẻ. Ở trên khung chat thì cũng có cái đường link của cái nhóm của cộng đồng KTP, các anh chị vui lòng tham gia vào đó để chúng ta có thể nhận được rất nhiều những cái lịch gieo hạt miễn phí của cộng đồng KTP cho các anh chị ha. Buổi tối ngày mai thì cộng đồng KTP sẽ có một chương trình đào tạo nội bộ cầm tay chỉ việc các anh chị trên cái hành trình kiếm tiền để trở thành viên kim cương sáng giá, đồng chia 2% trên toàn thế giới các anh chị ha, tối ngày mai vào lúc 20 giờ. Chương trình đào tạo nội bộ của cộng đồng KTP. Và ở trên khung chat cũng có luôn cả số tài khoản của Hường. Anh chị hãy nhanh chóng, Hường chỉ có thể cốt được 5 người vì thời gian có hạn. Và anh chị biết cái câu chuyện mà làm leader ấy thì thời gian của Hường nó dành cho rất nhiều team nhóm, cho nên là mình không thể nào cốt được cho tất cả. Cái việc mà anh chị chuyển khoản nhanh thì Hường cam kết là sẽ có cái phần ưu tiên riêng cho tất cả các anh chị, được chưa ạ? Và bây giờ xin phép được trả lại chương trình cho MC đẹp trai buổi tối ngày hôm nay. Biết ơn cả nhà rất là nhiều vì đã nghe Hường chia sẻ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Xin chào ạ. Vâng, thật là tuyệt vời. Xin cảm ơn những bài chia sẻ của Pinky Đào Hoàng Hường và bao nhiêu trong số các
Cô chú anh chị ở đây có cái điều gì thắc mắc thì mình có thể là cho cái lời thắc mắc lên khung chat để có thể là cái như là Hoàng Hường trả lời. Vâng. Bây giờ là các cô chú và anh chị cứ mạnh dạn mình đặt câu hỏi lên. Sau buổi chia sẻ mà mình cảm thấy là chỗ nào mình chưa hiểu thì mình có thể đặt câu hỏi. Rồi, cô chú anh chị ra quyết định tham gia cùng cộng đồng KTV và có một câu nói rất là hay, ngay cả khi chúng ta không ra quyết định cũng là một quyết định. Vì vậy hãy ra quyết định cho mình để mình có được một cái con đường đi sáng suốt nhất. Vâng. Cô chú anh chị ta có thể chuyển khoản theo cái số tài khoản ở trên chat nhé. Và nhắn lại, chụp bill nhắn lại cho cái người chia sẻ mình vào trong cái buổi Zoom ngày hôm nay. Và nếu như cô chú, anh chị và các bạn không có gì thắc mắc thì Phượng xin phép được dừng buổi Zoom tại đây. Chúc cô chú anh chị và cộng đồng